ta chỉ chủ yếu học tiếng Anh đó là chúng ta sẽ kiếm tiền rồi chúng ta cố gắng đưa con mình vô một trung tâm nào đó để học. Và chúng ta cứ quan niệm đó là việc giáo dục hoặc là việc dạy là một việc của người khác chứ không phải là của chính mình. Nên là trong cái buổi ngày hôm nay mình muốn tạo ra để tức là mình muốn chia sẻ để nhiều người biết tới hơn ha. Nên là mình mở rộng cái Zoom này cho những người ngoài vào nữa chứ không phải chỉ có các bạn học viên của vào thứ ba này sẽ khai giảng cái lớp đó với mình không. Nên là mọi người khi mà học, thực ra khi mà chúng ta học nó sẽ mang lại cái tính hiệu quả hơn rất nhiều, bởi vì các anh chị và các bạn không thể nào hiểu trọn vẹn cái thông tin nếu như chúng ta mất tập trung. Nhưng mà khi chúng ta ngồi và chúng ta tập trung vào cái buổi mà mình chia sẻ, dù nó không tốn phí đi chăng nữa, nhưng mà khi chúng ta ghép được cái thông tin gì đó thì chúng ta nên dùng giấy để nốt lại. Thì một cái cách ghi chép cũng khá là hay, đó là mình xin chia sẻ lại với các bạn. Nếu các bạn nào mà đã xem những cái buổi chia sẻ của mình hàng tuần vào chủ nhật rồi, cái group mà các bạn đang ở trong đó, đặc biệt là cái group Zalo á, nếu mọi người đang ở trong đó thì nó sẽ vào chủ nhật hàng tuần vào 9:45, trừ những ngày mà mình bận công việc của mình thôi, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số cái kiến thức, nhiều cái kiến thức khác nhau và nhiều anh chị thì cũng rất là thích. Thì một cái nữa đó là mình xin chia sẻ về cái cách mà mình ghi chép và mình đã học được, đó là chúng ta nếu được thì hãy có một cái tờ giấy A4, bởi vì tất cả mọi thông tin chúng ta học, chúng ta nghe được nó sẽ quên hết sau một cái đêm các bạn ngủ thôi. Nên nếu được thì các bạn hãy chuẩn bị một cái tờ giấy như thế này, A4 cũng được ha. Rồi xong mình chia ra làm 3 cột, mình chia ra làm 3 cột. Xong cái cột số 1 của mình thì mình sẽ ghi đó là nội dung chính, tiêu đề của cái buổi, của cái chương đó là gì. Rồi số 2, quên, cái cột số 1 mình chia ra làm 3 cột. Cột số 1 đó là tiêu đề, cột số 2 đó là phần nội dung chính, và cột số 3 của chúng ta, cột số 3 của chúng ta đó là hành động của chúng ta rút được sau cái buổi chia sẻ này là gì. Thì nếu mà mình làm được và hệ thống nó lại được theo giấy như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ để hệ thống lại bài học trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì đó là cái mình chia sẻ lại từ đầu buổi. Nên nếu mà mấy anh chị và các bạn để tăng cái tính hiệu quả của cái việc chúng ta ngồi online và học như thế này, thay vì chúng ta tổ chức một cái hội thảo, một cái workshop rồi xong chúng ta tập trung người lại học offline thì nó sẽ tập trung hơn rất nhiều, rất là chắc chắn. Nhưng thời buổi dịch này thì mình hy vọng là mấy bạn hãy chịu khó ngồi và thích ứng, thích nghi với cái việc học online. Và thực ra ở trong một ở trong cái thiên niên kỷ này á, người nào có tiếng Anh, người nào có mạng internet, người đó có thể học được tất cả mọi thứ ở trên thế giới. Tại vì nó open cho tất cả chúng ta về mặt kiến thức, nhưng quan trọng là chúng ta có cái ngôn ngữ để tiếp thu được hay không mà thôi. Nên là buổi tối ngày hôm nay thì mình xin nói lại đó là đúng là ra cái buổi chia sẻ này là chỉ dành cho học viên của mình vào thứ ba mà thôi. Nhưng mình muốn vào thứ ba này trước khi khai giảng thì chúng ta sẽ vào học luôn. Thay vì có một cái buổi mà nói về chia sẻ về cái tư duy, về cái mindset. Tại vì trước khi học bất cứ thứ gì thì cái mindset của chúng ta phải đúng trước. Tại vì nếu mà mindset của chúng ta nó không đúng, cũng tương tự như việc là chúng ta đi tham gia học một cái gì đó hoặc là mua một cái sản phẩm nào đó. Bạn nào đã là học viên của mình rồi, các bạn đặt tên cho chính xác. Ấy là đã là học viên của mình thì đặt tên cho chính xác, đó là cái quy định của mình ở trong lớp. Còn bạn nào mà ở bên ngoài vào, chị Trâm cũng học viên em rồi, đặt tên cho đúng vậy. Thì người nào bên ngoài vào họ không biết thì thôi, nhưng mà đã là học viên của mình đặt tên cho chính xác cho nó bài bản, với lại mình nhận ra được học viên của mình bằng cách mấy bạn rename lại, ghi chữ you speak ở phía trước, gạch ngang ra và tên của các bạn ở phía sau. À, cú pháp là như vậy. Nhưng anh chị đã là học viên của mình từ trước tới giờ rồi, đặt tên lại nha. Còn những người ngoài họ không biết thì thôi, nhưng mà mọi người đặt tên cho đúng đó. Chị Diễm rồi nữa nè, học viên của mình ở đây khá là đông. Đó thì mình muốn open cái buổi ngày hôm nay để mình chia sẻ với mấy bạn, bởi vì có nhiều anh chị và nhiều bạn sẽ thắc mắc, và có nhiều người sẽ hỏi đó là tại vì nhiều người họ sẽ tư duy theo kiểu đó là họ sẽ cố gắng kiếm tiền và sau đó họ sẽ cho con họ đi học ở một cái nơi nào đó có tiếng, hoặc thậm chí là một cái nơi nào đó càng đắt tiền càng tốt, bởi vì họ nghĩ đó là tương đương với chất lượng. Thì có những cái khái niệm vào buổi tối ngày hôm nay mình chia sẻ thì có nhiều bạn ở đây sẽ chưa hề nghe tới, hoặc cũng có vài anh chị đã nghe tới rồi, nhưng mà không biết cái cách như thế nào để chúng ta có thể giáo dục được một đứa trẻ song ngữ đồng thời ở nhà. Thì hy vọng là buổi tối ngày hôm nay mình chia sẻ những cái thông tin này sẽ hữu ích cho các bạn. Nhưng nó sẽ hữu ích hơn rất nhiều nếu mấy bạn làm được một điều, đó là các bạn nhớ ghi chép lại và tập trung trong quá trình mà mình ngồi nghe những cái chia sẻ của mình ha. Rồi và nếu được nữa thì các anh chị và các bạn khi vào nghe thì chúng ta có thể lịch sự một chút xíu, là khi chúng ta muốn ao Zoom chúng ta hãy chào mọi người một tí. Rồi nha. Ok. Rồi. Rồi Đinh Mơ biết mà. Ai học với mình thì mình biết hết. Rename lại đi, đừng có để nhóm 7 là mình hết. You speak ở phía trước, gạch ngang.
ở phía sau là mình biết học viên của mình, tất cả các lớp. Ở đây ai trong số các anh chị đã biết mình rồi, biết cái nút raise hand ở trong Zoom không? Rồi ai trong số các anh chị chưa biết mình là ai rồi, chắc cũng biết sơ sơ, hoặc là có vài người ở đây thì thiệt ra là do được cái combo đó, là nếu mà gom ba người lại với nhau á thì sẽ được giảm giá còn 2,5 triệu, nên là mới biết tới mình. Còn học một mình thì là 3,5 triệu. Đối với cái lớp thứ ba này, mình khai giảng một cái lớp là nói tiếng Anh dành cho phụ huynh để có thể tương tác và dạy được một đứa trẻ song ngữ đồng thời ở nhà đó. Thì có người, nhiều người ở trong này thì chưa biết mình, thì đơn giản là mình là Hiếu ha, mình từ USpeak và mình là chủ của trung tâm USpeak English. Rồi và nhiều anh chị thì biết mình qua YouTube đúng không, qua TikTok rồi này nọ. Thì các bạn hãy dùng bút ha, rồi mình sẽ ngồi và mình sẽ dùng bút để mình check note lại tất cả các thông tin. Đúng 5 phút nữa thôi mình sẽ đóng cái Zoom này không cho vào nữa, nên là mọi người tranh thủ buổi sau mình học cái gì cũng vậy, mình nên đúng giờ rồi ha. Rồi thì những cái chia sẻ của mình buổi tối ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp được các bạn một phần nào đó trong cái việc mà hỗ trợ con của các bạn trong quá trình học tiếng Anh. Mọi người hãy cho mình rồi, ở đây ai ai đang dạy tiếng Anh ở nhà cho con, có ai không, có ai comment cái nha, ai ở đây đang dạy tiếng Anh ở nhà cho con, có ai không? Có em cô ơi, Nguyễn Thị Dung giỏi ghê chị. Chị Dung hồi chiều mới nói chuyện ở trên Zoom, rất là nhiều bạn đang dạy tiếng Anh cho con luôn. Tuyết hello này, Tuyết dạy tiếng Anh cho con luôn rồi. Ngân Nga, rất nhiều bạn đúng không, rất nhiều bạn ý thức về cái chuyện đó là cần phải dạy tiếng Anh cho con càng sớm càng tốt, nhưng mà nhiều khi đó là và có nhưng không thường xuyên. Đây là một câu trả lời của rất nhiều mẹ như vậy luôn rồi, và thậm chí có vài anh chị ở đây là cũng không biết tiếng Anh nó sao nữa, sao dạy đúng không. Rồi vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay như mình đã nói, thứ nhất đó là mình sẽ giới thiệu cho các bạn như thế nào đó là học song ngữ từ sớm, đó là giáo dục một đứa trẻ song ngữ đồng thời đó. Cái thứ hai là một đứa trẻ nhỏ sẽ học như thế nào và các cái cột mốc phát triển về ngôn ngữ của nó ra làm sao. Cái tiếp theo đó là về tuổi nào của trẻ thì sẽ dễ dàng học ngôn ngữ nhất, các cái cột mốc phát triển là làm sao đó. Rồi trẻ con học ngoại ngữ dễ hơn những người trưởng thành như thế nào, và cái khái niệm về cái hộp ngôn ngữ của trẻ con được hình thành ra làm sao và nó giúp ích như thế nào trong quá trình những năm đầu đời để con có thể phát triển được một cái ngôn ngữ. Và một cái câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc đó là có nên dạy tiếng Anh thông qua tiếng Việt cho trẻ hay không, và những cái sự chuẩn bị nào ở tại nhà là cần thiết cho các bậc phụ huynh trước khi mà mấy anh chị và mấy bạn muốn dạy cho con mình tiếng Anh. Ok, được chưa? Bản thân mình thì mình có một đứa nhỏ, bé nhỏ thì năm nay 1,5 tuổi, và mình cũng có áp dụng này. Thực ra là từ giai đoạn mình mang thai mình đã ý thức về cái chuyện này rồi và đã có tìm hiểu rồi, và mình luôn ấp ủ một cái chương trình học. Cái lớp học của mình á, luôn luôn đông, lớp nào cũng vậy hết. Train Your Voice là cái lớp có tiếng nhất ở YouSpeak, rất nhiều anh chị và nhiều bạn tìm tới học. Train Your Voice là cái lớp mà từ người không biết gì cho tới những người rất giỏi tiếng Anh, là những diễn giả về tiếng Anh và những MC song ngữ về tiếng Anh đều học tại YouSpeak, bởi vì họ thay đổi được cái giọng của họ và mình dạy theo American accent, đó là mình dạy theo giọng Mỹ. Thì đó là cái lớp mà nó hút được nhiều học viên nhất. Thì đây là một cái lớp mà trong cái chuỗi những cái chương trình tại YouSpeak của mình, và đây là cái lớp đầu tiên, tức là nếu mình mở vào thứ ba này thì là lớp đầu tiên, nhưng mình ấp ủ nó từ mãi năm ngoái cơ, nhưng mà không có thời gian để dạy bởi vì mình thường full tất cả các lịch cho những cái lớp mà mình ưu tiên hơn, như Train Your Voice hoặc là dạy tiếng Anh cho các cho những người đi làm hoặc là các chủ doanh nghiệp. Thì đối với cái lớp này mình tư duy một cái như thế này thôi, đó là nếu mình chia sẻ được cái lớp này để nhiều người và cùng thay đổi cái cách tư duy của chúng ta về việc giáo dục một đứa trẻ bằng tiếng Anh, thì thứ nhất sẽ giúp được rất nhiều phụ huynh và người Việt Nam chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc học tiếng Anh của một đứa nhỏ. Thậm chí nó không quá nhiều chi phí như các bạn tưởng cho việc là một đứa nhỏ có thể thành thạo được tiếng Anh. Cái thứ hai đó là mình ấp ủ cái lớp này, nguyên nhân đó là vì một phần mình cũng muốn đồng hành cùng với các bạn, có thể đồng hành được với con của mình, ngay cả bản thân mình cũng đồng hành được với con của mình để làm một cái hình mẫu để có thể nuôi dạy được một đứa trẻ song ngữ. Và bạn bè mình thực ra có rất nhiều người làm được cái chuyện này và mình thấy nó nhàn nhãn, và mình biết đó là có rất nhiều anh chị, như mình vừa hỏi vừa rồi thì mình thấy đó là có rất nhiều anh chị sẽ đang dạy tiếng Anh ở nhà cho con luôn, và có rất nhiều cái phương pháp mà chúng ta đang thấy đó là trên mạng chia sẻ với nhau rất 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 nhiều, mỗi người thì sẽ theo một cái cách khác nhau. Nên là càng ngày thì cái số lượng mà các cái bố mẹ mà nuôi dạy, muốn nuôi dạy một đứa trẻ song ngữ ở nhà thì càng gia tăng,
không phải chỉ có song ngữ không đâu, học viên của mình có những người đang ở bên nước ngoài, ví dụ như chị Lương Hà đang ở bên Phần Lan hả, thì con của chị có thể nói được ba ngôn ngữ, tức là mẹ nói tiếng Việt rồi ba thì nói, tức là cả hai người cùng sử dụng một ngôn ngữ chung là tiếng Anh nhưng mà vừa nói tiếng Phần nữa. Vậy thì một đứa nhỏ Phần Lan chứ, thì một đứa nhỏ đó có thể nói được cả ba ngôn ngữ luôn. Và đây là chuyện mà rất nhiều người có thể làm được, nhưng mà vì chúng ta tư duy nó chưa có đúng lắm nên chúng ta không biết cách như thế nào để có thể hướng dẫn một đứa trẻ thôi. Thì không phải ai cũng tìm hiểu được một bài bản và hiểu làm sao để việc dạy con của mình cho nó khoa học, đây là điều chắc chắn, đúng không? Nên là nhiều người thì mới bắt đầu thế này, giống như bạn Hương Trầm, học viên của mình. Thì bản thân của nhiều người mình thực ra mình thấy đó là các bạn sẽ thấy ở trên mạng và các bạn sẽ thấy người ta làm như thế nào thì mình sẽ bắt chước y chang như vậy. Và bản thân mình khi trong quá trình tìm hiểu mình cũng đã từng có một thời gian đó là mua flashcard bằng tiếng Anh về và áp dụng cho con vào thời điểm rất sớm. Nhưng mà sau đó khi mình tìm hiểu về một vài cái phương pháp về giáo dục thì ví dụ mình thì đi theo mình học Em đây về chị ơi. mình thì đi học về cái Waldorf Steiner thì mình thấy là nó không thích ứng vào giai đoạn con còn quá sớm. Nên đó là nguyên nhân tại sao mà mình không áp dụng nữa. Phương pháp nào nó cũng sẽ mang lại tính hiệu quả hết, giống như mình trao đổi với một vài mẹ vào buổi chiều ngày hôm nay thì mình thấy phương pháp nào nó cũng hiệu quả. Nhưng đối với từng giai đoạn nào thì áp dụng, với điều kiện chúng ta hiểu từng cái giai đoạn phát triển của con như thế nào và các cái cột mốc phát triển một ngôn ngữ ra làm sao, chứ không phải là cái gì cũng nhồi nhét vô cho con, cái gì cũng áp dụng cho cho con mà nó không hề có tính khoa học, thì nó sẽ làm cho cái việc mà chúng ta đang cố gắng đó và dạy cho con của mình đó nó lại phản khoa học và nó mang lại cái tác dụng ngược. Nên là không phải ai cũng tìm hiểu một cách bài bản và không phải ai cũng hiểu được cái cách làm sao cho nó khoa học để có thể giáo dục được một đứa trẻ song ngữ đồng thời. Nên là bản thân nhiều người mà khi họ chưa hiểu đúng cách mà để thực hành đó thì họ sẽ áp dụng khá là lung tung các cái phương pháp. Họ thấy ai làm sao thì họ sẽ làm vậy. Mình lấy ví dụ như là flashcard, ví dụ như dùng hoạt hình, ví dụ như là dùng Monkey Junior, ví dụ như dùng file audio chưa đúng cách, hoặc là dùng video, dùng hoạt hình, dùng nhạc dạy cho con nhưng mà chưa đúng cách. Thì cái này nó khá là nhiều, đúng không? Anh chị nào đang ở nhà đang áp dụng phương pháp nào có thể comment ở bên cái cục chat chia sẻ được không ạ? À? Mọi người đang áp dụng cái phương pháp nào? Các bạn khi mới vào các bạn để ý một cái, đó là các bạn bấm mute lại giùm mình để nó tránh ảnh hưởng tới những người khác họ đang nghe giảng, họ đang nghe mình chia sẻ. Rồi. Các bạn có thể comment chia sẻ ha. Đó thì nhiều người họ sẽ sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau. Ví dụ flashcard, ví dụ như hoạt hình, ví dụ như là file audio, rất nhiều cái cách khác nhau luôn, mình thấy như vậy. Và cứ thấy trên mạng làm cái gì, hoặc là các mẹ có thể tham gia vào các cái group mà một người nào đó họ sáng lập ra, xong rồi cái họ bày cho cái gì đó cái mình cũng sẽ làm theo y chang như vậy, đúng không? Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái khái niệm đầu tiên, các bạn có thể comment ở bên cuộc chat giùm mình cái khái niệm đầu tiên, và các bạn có thể nốt xuống vở cái mục đầu tiên chúng ta sẽ đi vào trong cái buổi tối ngày hôm nay, đó là thế nào là song ngữ từ sớm, thế nào là học song ngữ từ sớm. Thế nào là học song ngữ từ sớm. Mình nhắc lại đó là các anh chị và các bạn nên dùng một cái vở và bút, rồi xong mấy anh chị với bạn nốt lại những cái mà mình chia sẻ để sau cái buổi thì mình có thể nhớ được những cái mà mình học được gì tối ngày hôm nay. Rồi có nhiều người dùng truyện này, dùng app này, rồi ok, ai cũng muốn con mình học được tiếng Anh từ sớm nữa, chắc chắn. Để thậm chí nhiều mẹ ở đây kêu là để đỡ cực, giống như mẹ nó khi lớn lên học chật vật với ngôn ngữ, ví dụ và học viên của mình ở đây là như vậy. Đó thì nhiều ở đây có anh chị nào biết một cái gia đình nào đó mà họ dạy trẻ con song ngữ đồng thời từ nhỏ và họ đã thành công hay không? Ở đây có anh chị nào biết gia đình nào như vậy hay không? Thậm chí có một gia đình giống như mình lúc nãy mình có chia sẻ, đó là một vài học viên của mình họ nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có thể nói được tới ba ngôn ngữ, chứ không phải song ngữ là hai ngôn ngữ không, họ nói được ba ngôn ngữ luôn, ngoài cái tiếng Việt ra nói được tới ba ngôn ngữ luôn. Rồi nhiều bạn sẽ thấy sẽ biết được anh Alex đi đúng không, ở trên mạng, rồi đó cũng là một giáo viên tiếng Anh. Vậy thì nhiều người sẽ nói là giáo viên tiếng Anh thì dễ mà, giáo viên tiếng Anh thì nhất định là phải dạy được tiếng Anh cho con thôi, nhưng có đúng vậy không? Không, có rất nhiều giáo viên tiếng Anh không dạy được tiếng Anh cho con đâu, con vẫn mù tịt tiếng Anh thôi, cái này là một cái sự thật đúng không? Nên là không phải giáo viên nào cũng có những cái tư duy và cũng có những cái nghiên cứu một cách khoa học để coi, và có một cái mục đích rất rõ ràng, đó là hướng dẫn cho con mình làm sao để có thể nuôi dạy được một trẻ song ngữ. Giáo viên tiếng Anh thì đầy ra mà đúng không? Vậy thì các bạn có thể hiểu một cái, đó là mọi đứa trẻ khi nó sinh ra là nó cùng một cái ngôn ngữ chung như nhau thôi, đó là khóc đúng không? À vậy, và khi chúng ta lớn lên, anh chị nào đã học Train Your Voice với mình phân tích cái này từ cái buổi khai giảng của mình rồi, là nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình Việt Nam chúng ta sẽ nói tiếng Việt,
Nếu chúng ta lớn lên trong gia đình Việt Nam người Bắc, chúng ta sẽ nói tiếng Việt giọng Bắc. Nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình người Việt tiếng Việt mà giọng Nam, chúng ta sẽ nói giọng Nam. Nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình mà tiếng Anh giọng Mỹ, chúng ta sẽ nói tiếng Anh giọng Mỹ rạch ri luôn. Chúng ta nếu lớn lên trong một gia đình mà tiếng Anh giọng Anh, tức là Anh á, thì chúng ta sẽ nói tiếng Anh giọng Anh. Và chúng ta lớn lên ở nước Anh thì nhất định chúng ta sẽ nói được tiếng Anh. Vậy thì đứa trẻ nào nó cũng có một cái xuất phát điểm y như nhau hết, không có ai khác ai cả. Và tất cả chúng ta lúc còn nhỏ cũng vậy thôi, cái hành trình học ngôn ngữ nó khá là giống nhau. Nên khi mà người lớn chúng ta cũng vậy, vì chúng ta không hiểu về cái bản chất của ngôn ngữ, đó là nguyên nhân tại sao chúng ta đi đường vòng, chúng ta học hết phương pháp này tới phương pháp nọ nhưng nó không mang lại tính hiệu quả. Nhưng nếu các bạn có thể hình dung ra một cái, đó là học ngôn ngữ thứ hai làm sao bắt chước được giống ngôn ngữ thứ nhất. Đối với người lớn chúng ta nha, mình không nói tới con nít, lát nữa mình phân tích về con nít sau, con nít nó dễ dàng hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng đối với người lớn của chúng ta mà nếu bắt chước được cái cách học giống như tiếng mẹ đẻ hả, giống như tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt á, thì mấy bạn sẽ giỏi tiếng Anh rất là nhanh. Và anh chị nào đã học Trail Voice với mình, mấy anh chị có thể thấy được cái chuyện này rất là dễ dàng, chúng ta thay đổi được ngay lập tức, chẳng qua là chúng ta học lan man lung tung và nó không có hiệu quả mà thôi. Tại vì cái cách của chúng ta khi tiếp thu một cái ngôn ngữ nó là qua âm thanh là chính. Để có thể nói được, để có thể nghe được, mình chưa xét tới mặt chữ viết, thì rõ ràng để viết được thì phải biết chữ, nhưng rõ ràng chúng ta biết nói và biết nghe trước khi chúng ta biết chữ. Và rất nhiều người không biết chữ vẫn có thể giao tiếp được. Nên để mà ngôn ngữ mà có thể giao tiếp được về giao tiếp mà nghe nói thì rõ ràng nó đi vào cái đường gì? Miệng và tai, miệng và tai, miệng và tai. Đó. Nên là khi mà chúng ta hiểu được cái sự giao thoa giữa tiếng Việt, tiếng Anh thì người lớn của chúng ta sẽ dễ học tiếng Anh hơn rất nhiều. Thì đó là khía cạnh về người lớn. Nhưng mà trẻ em Việt Nam hoàn toàn có thể làm được một cái điều, đó là chúng ta có thể nuôi dạy một đứa trẻ song ngữ đồng thời. Theo cái cách này thì trẻ nhỏ sẽ học đồng thời cả cái tiếng mẹ đẻ và cả cái ngoại ngữ đó luôn. Từ khi còn rất sớm và được cha mẹ hoặc là người chăm sóc. Mình đang nói là không phải chỉ có cha mẹ không, có thể người chăm sóc đứa trẻ đó luôn, chỉ dạy cho tới khi mà thành thạo. Ở đây có một vài người sẽ là bà, rồi có một vài người sẽ là cô chú, có người chưa có con nhưng có một cái mong muốn, đó là tương tác được với cháu của mình chẳng hạn đó, ví dụ sinh sai rồi này, chưa có con vô nghe luôn này. Vậy thì mình theo cái cách, nếu mà chúng ta hiểu một cách khoa học thì khi chúng ta làm đúng cách, chúng ta ai cũng có thể làm được cái chuyện này, chứ không phải là chỉ có những người giáo viên tiếng Anh không thôi. Và mình biết rằng là các bạn sẽ thắc mắc, đó là vì không phải là cha mẹ nào cũng có đủ vốn liếng tiếng Anh để có thể dạy con, nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cách thức phù hợp để có thể kết hợp thêm để khi dạy cho con ở nhà khi các bạn không giỏi tiếng Anh. Nhưng mình có thể nói đó là cái chuyện này là chuyện khá dài, nên cái đó không phải chỉ có một buổi tối ngày hôm nay không, mà chúng ta lại bắt đầu khá là trễ nữa, do mình có những cái công việc khác của mình họp team của mình, training team của mình, rồi trước đó mình gặp học viên chính thức của mình, nên mình sẽ bắt đầu vào lúc 9:45 chủ nhật thôi. Nên là chúng ta có thể chia ra một vài break ra thành nhiều buổi ha. Rồi, và thì là trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ khoảng khoảng 2-3 điều chính để các bạn hiểu trước. Đó. Thì nói chung nếu như bạn thật sự muốn dạy con bằng tiếng Anh á, thì bạn cần phải trang bị cho bản thân mình nhiều cái kiến thức khoa học và hiểu biết một cách khoa học, chứ không phải chỉ có tiếng Anh không. Như mình đã nói, rất nhiều người biết tiếng Anh nhưng mà họ lại không dạy được cho con họ và không có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ song ngữ đồng thời. Nên là chỉ biết tiếng Anh thôi nó vẫn không có đủ. Vì cũng có rất nhiều gia đình á, mẹ hoặc là bố dạy tiếng Anh, hoặc là mẹ và bố giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh chẳng hạn, nhưng mà con đâu có biết nói tiếng Anh đâu, đúng không? Nên là nhiều người sẽ bảo đó là nên là nhiều người cái câu phán đầu tiên luôn khi họ không có năng lực để làm cái chuyện đó, hoặc là khi họ bạo biện đó là họ không có thời gian cho con họ, thì họ sẽ nói đó là mẹ dạy tiếng Anh có khác, bố dạy tiếng Anh khác có khác, sao gia đình tôi làm được. Nhưng mà vì chúng ta chưa có kiến thức về chuyện này thôi nên chúng ta mới nghĩ là không làm được, nhưng thật ra mình xin nói lại một lần nữa là tất cả chúng ta đều làm được hết. Nên là đó là nguyên nhân tại sao mình open cái Zoom này để nhiều người vào, không chỉ có học viên của mình vào thứ ba này khai giảng không. Nên là nhưng trước khi nên là mình muốn nói lại là trước khi các bạn đưa ra một cái lời khẳng định chắc nịch như vậy và deny đi cái khả năng của mình là có thể giáo dục con mình song ngữ đồng thời, thì mình cần phải suy nghĩ lại là mình đã tìm hiểu kỹ hay chưa, và có thật là nó như vậy hay không. Đó. Và cái một theo một cái nghiên cứu của mình, đó là một cái nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ tên là John Holt, tức là cái tên của ông là JohnHolt, trong một cái cuộc nha, mình spell lại nè, là chữ JohnHolt rồi Holt, trong một cái cuộc phỏng vấn đã nói như thế này nè: theo ông thì có cái bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm dạy lâu năm đi chăng nữa, rất nhiều bạn bây giờ mới vô luôn và mình xin từ chối không để vào nữa nha, tại vì mình cứ ao vô để admit mít thôi, bữa sau mấy bạn đúng giờ giùm, đặc biệt đi học với mình nữa thì thôi không đúng giờ cho ở ngoài luôn. Rồi thì cái nhà giáo dục đó họ đã nói rất là rõ, đó là theo ông có bằng cấp
và thậm chí nhiều năm kinh nghiệm trong việc đi dạy và giảng dạy luôn, thì nó có thể gây ra cái sự phản tác dụng trong cái quá trình dạy nói chung á, giáo dục nói chung á, và cả cái quá trình dạy học riêng cho con mình nói đi. Nên là sự thật thì ba mẹ tự dạy cho con là một cái quá trình rất khác, nếu mấy bạn hiểu được và có tìm hiểu, và thông qua những gì mình chia sẻ thì hy vọng các bạn hiểu đó là sự thật, đó là cha mẹ tự dạy con là một cái quá trình nó rất khác so với dạy và học ở trên lớp hoặc là ở một cái trung tâm nào đó, và nó có thể hiệu quả hơn rất nhiều và mang lại cái hiệu quả rất là cao nếu chúng ta áp dụng đúng cách và một cách khoa học, nếu chúng ta hiểu và áp dụng đúng cách. Đó, nên là mình có thể thấy đó là rất nhiều bố mẹ, ví dụ như chị Lương Hà là học viên của mình chẳng hạn, thì có nhiều bố mẹ không phải là giáo viên tiếng Anh, họ vẫn có thể giáo dục được một đứa nhỏ nói được nhiều ngôn ngữ tại gia đình của họ, hoặc là một vài anh chị khác nữa. Nhưng cũng có những gia đình bố mẹ dạy tiếng Anh nhưng mà con thì không biết chữ tiếng Anh bẻ đôi đó. Nên là và họ sẽ thường bạo biện một câu đó là tôi biết cái này nhưng mà tôi bận quá không có thời gian đó. Thì đây là một cái câu ở đây nhiều người sẽ kêu là tôi bận không có thời gian cho con mình, và nhiều người còn nghĩ rằng như thế này là cái việc giáo dục con mình là cái chuyện của người khác, một người có chuyên môn chứ không phải là của mình. Học là phải tới trung tâm, tới trường lớp, có giáo viên, rồi có trợ giảng, chứ không phải là học ở nhà như thế này. Tức là họ mặc định cái chuyện học luôn, là học là phải tới trường lớp, tới trung tâm, chứ bố mẹ ở nhà không có trách nhiệm. Nên là nếu bản thân mình, mấy bạn có suy nghĩ như thế này, nếu bản thân mình là phụ huynh, là cha mẹ, mà mình còn không có chịu trách nhiệm được trong cái việc dạy con của mình, và đổ cho người khác, thì làm sao người khác có thể toàn tâm toàn ý được cho con của mình, trong khi một lớp của một đứa nhỏ có thể tới 20 đứa, 30 đứa, thậm chí đông hơn như vậy. Trong khi cái tương tác của một đứa nhỏ đối với người lớn để có thể tốt về mặt giao tiếp á, là nó chỉ có thể là một một là hiệu quả nhất thôi. Vậy thì cái người gần nhất chính là bố mẹ, có thể là cái người ảnh hưởng tới con về cái cách giao tiếp chứ không phải là người khác. Nên là đừng trông chờ vào ai hết. Nhưng mà chắc chắn là mấy anh chị mà quan tâm tới chủ đề này thì mấy anh chị ở trong này chắc chắn là những người mà rất là yêu thương con mình và rất là mong muốn con mình có thể nói được tiếng Anh. Nên mấy anh chị mới có ngồi trong có mặt ở trong lớp này. Nên là mình muốn nói một cái là đừng có trông chờ vào ai hết. Mà hãy xuất phát từ chính bản thân mình. Mình có hiểu biết và mình có tình yêu thương với con mình thì mình rất dễ để có thể tiếp xúc với con, để có thể tương tác với con và có thể giúp cho con nói được cái tiếng Anh. Nên là vì chúng ta chính là những người gần gũi với con nhất mà, đúng không? Và chúng ta là những người mà thương con của mình nhất. Đó, nên là nếu chúng ta có tìm hiểu nữa thì nó quá là tốt đi. Vậy trở lại cái vấn đề chính đó là mình muốn chốt lại một câu, đó là bạn không nhất thiết phải là người rất giỏi tiếng Anh thì bạn mới giúp cho con mình và dạy cho con mình nói được tiếng Anh. Cái quan trọng là cái mục tiêu của bạn là cái gì và bạn có đủ thời gian để enjoy với con trong cái quá trình đồng hành để giúp con xong nói được song ngữ hay không mà thôi. Đó, nên cái chuyện này là cái chuyện mà đầu tiên mà mấy bạn có thể chốt lại một câu nha, là bạn không cần phải giỏi tiếng Anh thì bạn mới giúp con của mình được nói được tiếng Anh. Tức là cái chuyện giỏi tiếng Anh nó chỉ là một phần thôi, như lúc nãy giờ mình phân tích, đúng không? Có rất nhiều người họ rất giỏi tiếng Anh nhưng họ cũng đâu có hướng dẫn cho con họ được đâu. Nên là cái quan trọng là nó xuất phát từ cái mong muốn thực sự của chúng ta, cái sự kiên trì của chúng ta, và chúng ta hiểu được, ý thức được. Mấy bạn tưởng tượng nha, mình mở cái lớp này một phần nữa, đó là mình nghĩ nếu mà mình thay đổi được cái thế hệ phụ huynh, là những người mà, tại vì rất nhiều người inbox tới mình thì hỏi là thôi em không học đâu, em ngu tiếng Anh từ trước tới giờ, mỗi lần nhắc tới là em đau đầu lắm, làm sao giờ em học được. Nhưng mà mình muốn thay đổi một cái suy nghĩ ở phụ huynh ở Việt Nam, nói chung đó là họ là những người tìm tới mình nói riêng, đó là các bạn có thể làm được, chẳng qua là các bạn có đủ siêng năng, có đủ kiên trì bền bỉ và có đủ làm gương cho con hay không mà thôi. Tại vì chúng ta có tình thương với con, chúng ta chịu học hỏi thì chúng ta làm được hết. Nhưng mà khi chúng ta hời hợt với con, không có thời gian với con và luôn bạo biện về cái chuyện là chúng ta không có thời gian thì không bao giờ chúng ta làm được cái chuyện này hết. Ừ. Nên là mấy bạn tưởng tượng, mình đang nói tới cái chuyện là mấy bạn tưởng tượng mà thế hệ phụ huynh mà họ thay đổi được cái suy nghĩ này nè. Thì thứ nhất tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Thứ hai, đó là cái thế hệ tiếp theo, những cái thế hệ tiếp theo của chúng ta khi nó lớn lên không phải chật vật với cái tiếng Anh giống như bản thân chính chúng ta. Ừ. Đây là cái chuyện mà mình, đó là nguyên nhân tại sao mà mình muốn mở ra cái buổi chia sẻ cũng như là cái lớp mà thứ ba này mình sẽ giảng. Ừ. Vậy thì cái trẻ nhỏ sẽ học như thế nào? Thì nhiều người, chúng ta sẽ sang một cái mục tiếp theo nha, nếu anh chị và các bạn đang dùng giấy bút để take note lại. Ok chị Vân. Rồi, nếu các bạn dùng ok chị Yến. Rồi. Nếu mấy bạn dùng giấy bút check note lại thì chúng ta sẽ sang một cái phần lớn tiếp theo.
đó là vậy thì trẻ nhỏ sẽ học tiếng Anh như thế nào, trẻ nhỏ sẽ học tiếng Anh như thế nào. Ở đây có một vài bố nữa ha. Hello ông Sơn, hello bạn Trần Đình Khôi hả, xin chào. Rồi vậy trẻ nhỏ sẽ học tiếng Anh như thế nào? Nhiều người nghĩ việc giống như lúc nãy mình có nói là nhiều người nghĩ đó là việc học diễn ra ở trường nè, từ mẫu giáo cho tới đại học, cao học là các bạn chỉ nghĩ, thậm chí có nhiều người lớn ở đây chúng ta đã chấm dứt học khi chúng ta kết thúc đại học rồi. Chúng ta ngừng đọc sách, chúng ta ngừng tìm hiểu, chúng ta ngừng học hỏi. Và chúng ta nghĩ đó là quá trình học nó chỉ diễn ra ở trong trường, ở trung tâm và có bằng cấp, có điểm số, có bài kiểm tra, có thi cử, có đánh giá mà thôi. Có những cái người chuyên môn biên soạn ra cho mình học thì mình mới học. Nhưng hy vọng là nhiều anh chị ở đây có thể ý thức được một cái, đó là tất cả chúng ta đều có thể học được tất cả mọi thứ từ xung quanh, miễn chúng ta có sự tò mò. Và không quan trọng là già hay trẻ đâu. Ở cái độ tuổi nó không quyết định cái chuyện già hay trẻ. Đối với mình thì mình thấy đó là người nào còn học người đó còn trẻ. Người nào chấm dứt việc học rồi thì thiệt ra là nhiều khi chúng ta già mất tiêu rồi đó. Nên khi chúng ta chịu khó update, chúng ta học thì chúng ta sẽ tìm hiểu được rất nhiều điều thú vị. Nhưng mà đối với trẻ trẻ nhỏ mấy bạn có thể thấy nha, đối với người lớn chúng ta thì là như vậy, do trước giờ chúng ta được giáo dục trong một cái hệ thống giáo dục đó là phải đi từ dưới mẫu giáo lên tới cấp 2, 3, lên tới đại học, lên tới cao học thì đó mới là học và được đánh giá thông qua bằng cấp, thông qua thi cử, thông qua điểm số. Nhưng đối với con nít các bạn có thể thấy rất khác, và thực ra khi quan sát hoặc là nhiều mẹ ở đây tìm hiểu các phương pháp giáo dục sớm thì các anh chị có thể thấy không có ai có cái tính tò mò tốt bằng con nít hết. Người lớn chúng ta bị giết đi và bị triệt tiêu cái tính tò mò đó rồi. Nhưng đối với con nít đó, một cái khả năng mà nó dồi dào nhất và nó nhiều năng lượng nhất, các bạn có thể thấy một đứa nhỏ có thể chơi, có thể nói suốt cả ngày nhưng mà không mệt, chỉ có bố mẹ nó ngăn cản cái chuyện tò mò của nó và giết chết cái tính tò mò của nó thôi, hoặc là giáo viên hoặc là bố mẹ. Nhưng mà con nít nó học qua gì mấy bạn? Nó học qua trải nghiệm, và chơi chính là học. Nên là mình mới kêu đó là nếu mình dạy mà dạy train your voice cho con nít để thay đổi về giọng đó, mình chỉ nhận các em học viên nhận từ khoảng mà lớp 6 trở đi thôi, tức là qua 12 tuổi rồi thì nhận được. Thứ nhất, các em có thể ngồi yên tại chỗ để học trong vòng 30 phút, 45 phút hoặc 1 tiếng. Nhưng đối với con nít chúng ta không thể làm được cách đó. Đó là nguyên nhân tại sao mình kêu là khi nào mình mở lại offline ở dưới Sài Gòn thì mình mới nhận con nít vô, và thực sự có nghiên cứu bài bản mình mới dám nhận con nít. Tại vì con nít đó nó cần tương tác, nó cần học và nó cần trải nghiệm, và học chính là quá trình chơi mà chơi chính là học. Trong cái lúc chơi không hề có ý thức nó về cái chuyện học, nhưng thực ra là trong quá trình đó là bé nó đang học, nên là nó phải trải nghiệm đủ nhiều. Nên là ép một đứa nhỏ ngồi ở một cái trung tâm nào đó ngồi yên lặng học hết giờ này tới giờ khác là một cái chuyện không thể, và nếu làm như vậy nhiều khi còn giết luôn cái tính tò mò và cái tính ham học của một đứa nhỏ và sự chán ghét với ngôn ngữ đó của một đứa nhỏ luôn. Và tất cả chúng ta đã từng trải nghiệm cái chuyện đó, chúng ta là những người ở đây bảo đảm có rất nhiều người ghét môn tiếng Anh đúng không, trừ mấy bạn học viên của mình vô train your voice rồi thì thấy nó khác. Còn lại mình thấy hầu như là chúng ta rất ghét môn tiếng Anh, bởi vì chúng ta tư duy sai về cái ngôn ngữ đó nên chúng ta ghét nó. Vậy thì cái người đầu tiên hướng dẫn cho đứa trẻ nó vô cùng quan trọng mọi người. Nếu không có tình thương thiệt sự, nếu không, và thiệt ra chỉ có mình mới thương con mình thôi đúng không? Rồi một trong một cái lớp mà đông như vậy sao mà thương được hết? Mà có tình thương thực sự nè, có cái sự đồng hành thực sự nè, có cái niềm vui thực sự trong cái quá trình đồng hành cùng con phát triển cái song ngữ nè, thì chúng ta mới làm được cái chuyện đó. Đó. Vậy thì trẻ con nó phải trải nghiệm đủ nhiều. Đến một ngày nào đó mấy bạn có thể thấy là một đứa nhỏ nó rất là thông minh mọi người. Chúng ta ngăn cản đi, chúng ta cứ cản, đừng đừng đừng, không 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 có như thế này, cản, và chúng ta làm ngăn cản cái quá trình trải nghiệm của một đứa nhỏ. Ví dụ một đứa nhỏ nó, các bạn có thể thấy từ nhỏ xíu là rất là thông minh, khi bị rớt xuống giường một lần thôi là trẻ sẽ bắt đầu nhận ra là tới mép giường mà bò tiếp thì nó sẽ bị té, đưa tay vào lửa thì nó sẽ bị nóng, đụng vô cái mù tạt đã từng nếm một lần rồi, hoặc là đụng vô ớt một lần rồi thì biết cái đó là cay, khóc thét lên một lần thôi, hai ba lần thôi là biết, ví dụ vậy. Nên nó học qua trải nghiệm, và khi chúng ta ngăn cản cái quá trình trải nghiệm của một đứa nhỏ, chúng ta ngăn cản luôn cái trí tò mò cũng như cái việc học của đứa nhỏ đó luôn. Nên là mình cũng phải cẩn thận trong quá trình mình đồng hành cùng con. Nên là các cái nghiên cứu khoa học họ đưa ra rất là rõ ràng, đó là não bộ của một đứa trẻ nó hoạt động gấp 2 lần não bộ của người lớn luôn nha. Và đây là nghiên cứu ở trong một giáo trình bằng tiếng Anh đàng hoàng. Trẻ con rất vui vẻ trong quá trình học, nó không như người lớn của chúng ta, không ù lì, không căng thẳng, không khó chịu, và chúng học được nhiều gấp mấy lần người lớn luôn. Khả năng quan sát của con nít cũng hơn người lớn rất là nhiều. Đừng đánh giá thấp một đứa con nít. Rồi, trẻ nhỏ sẽ học tiếng Anh như thế nào? Gì đây? Tự nhiên mình đặt câu hỏi gì đây Thảo? Đang chia sẻ không Thảo? Rồi. Rồi.
Nói em comment cái phần hai La Mã đúng không? Rồi, vậy thì trẻ em các bạn mình nếu các bạn trong cái phần này các bạn nốt được một thứ thì các bạn nhớ đó là trẻ con học qua trải nghiệm này, học mà chơi chơi mà học nên là nó sẽ khác với người lớn. Học với người lớn hả? Là ép học làm sao intensive để có được kết quả thì thôi, bởi vì cái quá trình hóa thạch tiếng mẹ đẻ sau 12 tuổi của chúng ta nó diễn ra khá là dày đặc ở trong não rồi. Cứ sau 12 tuổi hoặc là sau độ tuổi là 10 độ tuổi vàng đó là 10 tuổi là mấy bạn sẽ thấy hóa thạch tiếng mẹ đẻ trong não của người lớn chúng ta nó rất là nhiều, tức là nó là một cái cục rất là nặng ở trong đầu. Đó là nguyên nhân tại sao mấy bạn học tiếng Anh hoài nó khó, nên chúng ta phải thay khác cái cách học của con nít, không phải chơi nhiều nữa, có chơi thì càng tốt nhưng mà phải intensive 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 listening speaking, làm liên tục để có được kết quả tốt, tại vì tất cả chúng ta đều mong muốn có kết quả tốt bởi vì chúng ta không có thời gian. Nhưng con nít thì còn thời gian nhiều hơn rất là nhiều nên không thể nào ép con được, mà cần phải cho con chơi, cần phải cho con cái sự thoải mái trong quá trình mà con học, đúng không? Rồi, và nhiều khi khi chúng ta ép học ở trường, ở trung tâm nó lại gây ra cái sự nhàm chán và căng thẳng nên là cũng cần phải cẩn thận. Đó, nên là trẻ con cần phải được tương tác nhiều hơn và tương tác thực sự để học hỏi. Nên là nhắc lại nha, một cái câu này khá là hay mà mình thấy và nó rất là đúng luôn. Người lớn chúng ta phải học ngược lại con nít mới đúng, chứ không phải là chúng ta đặt hết vị trí là chúng ta lớn hơn nên chúng ta chỉ dạy rồi chúng ta áp đặt rồi này nọ. Mà người lớn chúng ta một phần là tấm gương, nhưng mà một phần nào đó mấy bạn có thể học. Chúng ta khi để ý một đứa con nít đó, chúng ta sẽ thấy là cái tính tò mò và tính tập trung của nó khi mà làm một cái chuyện gì đó. Mấy bạn sẽ thấy chúng ta khát khao có được cái chuyện đó luôn, mà người lớn chúng ta nhiều người chết mất cái chuyện đó rồi. Ở đây ai còn tính tò mò, người đó còn trẻ, nói thiệt. Đi đâu cũng tò mò, đi đâu cũng quan sát để học hỏi thì là con nít. Nên đừng la con nít khi mà nó thiệt ra nó không phải là phá đâu, nó đang khám phá mọi người. Đó. Nên là người lớn thường á, chỉ nhìn vào những cái thứ như sau này. Thứ nhất điểm số, thứ hai để đánh giá con của mình. Và thấy thất vọng khi mà điểm số ở trung tâm hoặc là ở trường lớp của mình, điểm tiếng Anh của con mình nó không đạt điểm cao. Rồi bảo nó là dốt môn tiếng Anh, rồi bảo nó là kém thông minh, không có trí thông minh về ngôn ngữ. Vậy thì liệu những cái con số và điểm số đó nó có chính xác hay không, hoặc là những cái đánh giá đó nó có chính xác hay không, hoặc là do chúng ta chưa hiểu biết về cái bộ não và cái cách hoạt động của cái não của một đứa nhỏ mà thôi. Đó, nên mình nhắc lại là trẻ em học qua chơi, chơi mà học. Chỉ đơn giản như thế này nè. Nói đơn giản là chỉ đơn giản là mấy bạn chơi với con, mấy bạn nói chuyện với con ở nhà. Mấy bạn không quăng cái cuốn sách giáo khoa, quăng cái cuốn giáo trình đi, không bỏ giáo trình, không bỏ sách giáo khoa gì cả, không giảng giải, không áp đặt gì cả, không giảng giải theo cái hình thức của mình nói thì con phải nghe, không cần phải vậy, cũng không cần phải sử dụng các cái phần mềm điện tử quá nhiều. Đặc biệt nếu anh chị nào đã xem những video của mình trước đây, những cái buổi trước mình chia sẻ thì mấy anh chị sẽ thấy đó là nên hạn chế đến mức tối đa luôn những cái thiết bị điện tử tiếp xúc với não của con mình, bởi vì mình sẽ gửi lại đường link đó và mấy anh chị chịu khó xem một cái. Và đó là những cảnh báo rất là lớn, nhưng mà nếu người nào cứ tiếp tục cho con xem những cái thiết bị điện tử như vậy nó sẽ không hề tốt cho bộ não của con và nó giết mòn các cái tế bào thần kinh. Nên là khi mà mình áp dụng không đúng cách rồi mình cứ cho con xem những cái app như vậy, thực ra nhiều khi nó còn lại có tác dụng dụng phụ, và mình cứ nghĩ đó là chỉ cần nghe cái loa được rồi, chỉ cần nghe con robot được rồi, rồi chỉ cần nghe từ video được rồi, mình có biết gì đâu, không cần, cứ cho nó xem YouTube đi rồi xong nó sẽ giỏi, tôi không có đâu mọi người. Bởi vì có những cái trường hợp học viên của mình có những họ trẻ em bị tự kỷ do xem YouTube quá nhiều và nói một cái ngôn ngữ gì đó mà không hiểu được luôn. Và bố mẹ không dành thời gian để tương tác với con và quá bận rộn, cuối cùng thì con bị tự kỷ như vậy. Và họ phải trả một cái giá khá là đắt. Đó là con đi tới đâu, họ phải đi tới đó để điều trị bệnh cùng với con, để thích ứng với cái môi trường học của con, và cái giá nó rất là đắt, rất là đắt. Cả cái sự nghiệp của chúng ta làm ra rất nhiều tiền đi chăng nữa, nó vẫn không đánh đổi lại được đâu. Nên chúng ta có cái ý thức từ sớm thì chúng ta sẽ giúp con sớm hơn và để tránh những cái mắc những cái sai lầm đó. Đó, học bằng cách tương tác trò chuyện với bố mẹ đó, chính là cái cách tốt nhất mấy bạn. Và điều quan trọng đó là bố mẹ phải sẵn sàng dành thời gian và kiên trì với con, kiên trì cùng với con của mình trên cái con đường này. Thì cái chuyện này nó vô cùng quan trọng. Nên là trẻ em cần nhiều thời gian để thấm thấu một cái ngôn ngữ. Bản thân chúng ta cũng vậy mà. Để có thể giỏi được một ngôn ngữ thì cần ít nhất đối với người có năng khiếu là 2 năm. Còn không thì mấy bạn cũng cần phải là 3 năm. Vậy đối với con thì mình còn phải kiên nhẫn, bởi vì nó là một ngôn ngữ, nên là nếu cha mẹ mà chịu dành thời gian và tương tác với con thì sẽ giúp cho con đạt được cái kết quả sớm hơn. Nhưng mà không phải người nào cũng kiên nhẫn, mà họ chỉ mong muốn một cái thôi. Mình thấy có nhiều bố mẹ là chỉ mong muốn là có cái kết quả ngay lập tức thôi, chứ không có để ý tới cái quá trình của con. Nhiều khi mấy anh chị quăng con vô trung tâm để học
Mấy anh chị chỉ mong cái đó là ủa sao tới giờ mà chưa có kết quả, sao tới giờ nó không nói được cái gì hết. Nhưng mà nhiều khi mấy anh chị lại không quan sát được cái quá trình của con, tại sao mà con lại không tiến bộ như vậy. Thì cái điều quan trọng đó là mình sẽ nhắc lại, đó là cái niềm vui, cái sự chủ động của trẻ và cảm thấy cảm giác được an toàn, được yêu thương, được chấp nhận khi mà con sai trong quá trình mà con học, y chang như cách chúng ta đang hướng dẫn con nói tiếng Việt vậy đó. Và khi chúng ta làm được cái chuyện đó thì thực ra cái sự tương đồng giữa tiếng Anh và tiếng Việt là nó khá giống nhau, giống như mình đã nói từ cái đầu buổi, đó là tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh thực ra nó không có khác gì nhau cả. Nếu chúng ta áp dụng cái cách học cùng giống như vậy về mặt âm thanh thì chúng ta sẽ phát triển được một cái ngôn ngữ thứ hai. Vậy thì tuổi nào của trẻ, chúng ta sẽ sang một cái mục tiếp theo, vậy tuổi nào của trẻ thì dễ học ngoại ngữ nhất, tuổi nào? Rất nhiều người đặt cái câu hỏi này, có người kêu đó là con của em được 14 tháng rồi học được không, con em ở trong bụng em có học được không, rồi con em nay học lớp 2 rồi thì có học được không đó. Vậy thì cái tuổi nào là cái tuổi mà trẻ dễ học ngoại ngữ nhất? Nếu dạy trẻ về ngoại ngữ ở cái giai đoạn trẻ bắt đầu học tiếng Việt á, tức là từ mấy tuổi, từ 0 tới 1 tuổi là cái giai đoạn mà chúng ta giao tiếp với con, rất nhiều thầy tả cũng nói chuyện, tắm cũng nói chuyện, thì trẻ sẽ phát triển được hai ngôn ngữ như nhau và không phân biệt được là tiếng nào là tiếng mẹ đẻ cả. Tức là càng sớm thì càng tốt. Thậm chí mình ý thức về chuyện này khi mà mình đọc những cái giáo trình về thai giáo á. Nên là cái lúc mà mình mang thai mình dạy rất là nhiều, mình dạy học rất là nhiều, không hề mình dạy học rất là nhiều và mình cố gắng mình tạo âm, mình cố gắng mình dạy phát âm càng nhiều càng tốt. Thì tại vì và đứa trẻ nghe được và cảm nhận được cái chuyện đó khi các bạn hiểu, chứ không phải là trong bụng nó không biết gì hết. Vậy thì ở giai đoạn mà sơ sinh từ 0 cho tới 2 tháng tuổi nha, nghiên cứu cho thấy đó là trẻ bắt đầu học được cái phần ngữ âm và âm thanh trước đó. Tức là nếu ở trong bụng mà ở đây anh chị nào mà hoặc là bạn học viên nào của mình đang có thai thì rất tốt luôn. Tại vì cái âm thanh đó sẽ được thẩm thấu và em bé nghe được, chứ không phải không. Đó. Cái bào thai của chúng ta thực ra có thể cảm nhận được về âm thanh khá là rõ. Ở đây anh chị nào cũng có con thì chắc ai cũng biết, ai cũng đã mang thai thì cũng biết rồi, mà trừ mấy anh ra, lộn, mấy anh không mang thai, nhưng mà ý là chị nào mà có con thì chắc cũng biết cái chuyện này đúng không. Nên nếu mà thai giáo mà các mẹ luyện âm thì con cũng sẽ nghe được và tiếp thu từ trong bụng, nên trẻ có thể học được bất cứ một cái ngôn ngữ nào mà trẻ tiếp xúc luôn. Nên là các bạn yên tâm ở cái giai đoạn này đó. Giai đoạn sơ sinh nè là từ 2 tới 12 tháng thì như thế nào, giai đoạn tiếp theo nha là giai đoạn từ 2 tới 12 tháng, thì cái việc học song ngữ có gây bối rối cho trẻ một chút xíu. Một số ba mẹ khi mà nghe con nói hai cái ngôn ngữ chen vô chung một câu thì nghĩ đó là sợ con bị loạn ngôn ngữ, rồi sợ con đó là bị rối loạn cái gì đó. Thực ra cái việc trộn ngôn ngữ là cái chuyện vô cùng bình thường trong cái quá trình phát triển song ngữ ở cái giai đoạn này luôn. Nên là trẻ học trẻ trẻ sơ sinh học song ngữ có cái lượng ngôn ngữ nhiều gấp đôi trẻ đơn ngữ. Cái này mấy bạn nhớ nha, cái trẻ sơ sinh mà học song ngữ được đó, thì nó có cái lượng ngôn ngữ gấp đôi trẻ đơn ngữ luôn, chứ não của trẻ rất là thông minh và có thể xử lý được tất cả, các bạn yên tâm. Nên những em bé này sẽ học cái âm thanh, cái từ vựng của cả hai ngôn ngữ mà không gặp quá nhiều khó khăn. Ở cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn từ 6 tới 12 tháng tuổi, nếu như không gián tiếp, nếu như không tiếp xúc và không giới thiệu cái ngôn ngữ thứ hai từ trước đó thì khả năng nghe của trẻ sẽ bắt đầu giảm dần. Tức là ở cái giai đoạn từ khi các bạn mang thai cho tới khi mà giai đoạn các bạn con 6 tháng á nha. Giai đoạn 6 tháng thì nếu mấy bạn không giới thiệu cái ngôn ngữ đó từ trước đó, mấy bạn không nói tiếng Anh, mấy bạn không tiếp xúc với ngôn ngữ đó từ trước đó, và mấy bạn cũng không có luyện âm gì luôn, thì khi tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai từ cái giai đoạn từ 6 tới 12 tháng tuổi á của trẻ sẽ bắt đầu á, cái khả năng nghe sẽ giảm dần giảm dần. Nhưng mà cái tin tốt ở đây đó là cái độ tuổi học ngoại ngữ dễ dàng và hiệu quả là kéo dài trong suốt tới tận tới 10 tuổi lận, nên là yên tâm. Ngay cả những trẻ mà lớn hơn cái độ tuổi 10 tuổi, nếu được thường xuyên bố mẹ tiếp xúc nói ngôn ngữ đó với con thì khả năng sử dụng ngôn ngữ vẫn tốt và vẫn thành thạo. Nhưng mà để muộn thì chắc chắn đó là không còn dễ dàng như những năm đầu đời nữa. Nên cái giai đoạn vàng nhất đó là trong vòng mà khoảng là 10 năm đầu đời, 10 năm đầu á. Vậy khi nào mà vậy thì câu trả lời cho cái chuyện đó là khi nào con cũng nên bắt đầu dạy cho con tiếng Anh đó hả, thì câu trả lời là càng sớm càng tốt, bởi vì trẻ con học ngoại ngữ dễ hơn rất nhiều so với người trưởng thành. Nó chưa bị hóa thạch tiếng mẹ đẻ mấy bạn, và nó có một cái hộp ngôn ngữ riêng, nên đó là nguyên nhân tại sao mà trẻ con sẽ học đơn giản dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều đó. Nên và nếu như được tiếp xúc với tiếng Anh sớm cùng với một người lớn mà họ cũng có trình độ là hơi khá tiếng Anh thôi nha, không cần phải giỏi đâu, và biết cái cách tương tác một cách khoa học với trẻ nè, chơi với trẻ nè, trong nhà sử dụng tiếng Anh ở một cái khung thời gian nào đó nè, thì trẻ có thể tự học được tiếng Anh dễ dàng như một tiếng mẹ đẻ vậy. Nhưng mà để mà khi mà quá lâu, mấy bạn sẽ thấy đó là có những gia đình mà khi họ hướng dẫn tiếng Anh cho con họ từ nhỏ xíu á, thì họ sẽ được một cái đó là lớn lên con nói tiếng Anh được giống người bản ngữ luôn. Đó là một cái khả năng rất là đặc biệt.
Nhưng nếu mà càng trễ về sau thì cái hóa thạch tiếng mẹ đẻ nó hình thành trong não của con người chúng ta, nó càng dày đặc á, nó càng mạnh á, thì là cái khả năng mà phát âm hoặc là cái khả năng mà tạo ra âm thanh để giống người bản ngữ là khó khăn hơn. Nhiều anh chị ở đây học trainer voice có thể thấy các anh chị rất khó trong việc di chuyển khẩu hình và tạo ra được cái âm giống như audio người ta tạo âm luôn, đúng không? Đó. Thì hóa thạch tiếng mẹ đẻ nó đã lâu quá rồi thì nó sẽ khó hơn. Nên câu trả lời đó là càng sớm càng tốt. Bởi vì trẻ học ngoại ngữ nó dễ hơn so với người trưởng thành. Và nếu được tiếp xúc với cái tiếng Anh càng sớm cùng với một người lớn khá tiếng Anh thôi nha, không cần phải giỏi đâu, thì trẻ có thể dễ dàng giao tiếp được bằng tiếng Anh luôn. Vì ở giai đoạn này thì trẻ sẽ bập bẹ nghe ngóng tiếng mẹ đẻ nè, nhưng chưa thật sự có khả năng nói đúng các cái từ và hiểu và theo các cái yêu cái yêu cầu, hiểu theo và làm theo các yêu cầu đơn giản của bố mẹ đâu. Nhưng trẻ sẽ chú ý hơn đến cái ngôn ngữ mà ba mẹ sử dụng ở cái giai đoạn này. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn 2 tuổi. Giai đoạn 2 tuổi thì trẻ có thể nhận diện nè và chỉ vào đồ vật mà người lớn hỏi cái này cái kia là cái gì cái gì cái gì cái gì, và tiếng Anh cũng có thể làm được chuyện đó luôn. Thì trẻ có thể nhắc lại các cái từ nghe được từ cuộc hội thoại của người lớn nói với nhau nữa. Bởi vì đó là cái quá trình y chang như cái đài radar vậy đó. Con nít nó y chang cái đài radar, người lớn xung quanh nói cái gì là nó tiếp thu lại hết trơn. Người lớn nói cái gì là nó nghe và nó bắt chước lại y chang như vậy trong giai đoạn tiếp theo mà con mình tập nói luôn. Nên chúng ta cũng phải cẩn thận trong quá trình chúng ta giao tiếp với nhau là như vậy. Rồi, ở giai đoạn mà từ 2 tới 3 tuổi thì cái vốn từ của trẻ dao động là từ theo nghiên cứu thì là từ 50 tới như 300 từ. Thì trẻ có thể làm được theo yêu cầu là khoảng từ 2 đến 3 câu đơn lẻ thôi của người lớn đưa ra và nhận diện được hầu hết các cái đồ vật quen thuộc. Và trẻ cũng có thể đọc thoại được luôn. Đọc thoại đương nhiên nó là nói không đúng cấu ngữ ngữ pháp gì hết trơn á, trong giai đoạn này có thể là nói ngọng luôn nhưng mà trẻ vẫn có thể monologue được. Ở giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi là cái vốn từ của trẻ có thể là đến tới 900 từ luôn rồi. Và trẻ có thể nói với các cái sự kiện từ quá khứ, hiện tại, tương lai và nói khá là dễ dàng. Đó. Nên là từ cái giai đoạn như vậy các bạn có thể thấy đó là cái giai đoạn mà trước 3 tuổi là giai đoạn quá là giai đoạn vàng để chúng ta có thể giáo dục được một trẻ đứa trẻ song ngữ đồng thời luôn. Nhưng khi chúng ta bỏ qua cái giai đoạn đó thì càng ngày càng về sau con của mình nó sẽ khó học hơn. Thì các anh chị và các bạn nếu thật sự ý thức về cái chuyện là chúng ta muốn nuôi dạy một đứa trẻ song ngữ và nó có thể nói được tiếng Anh thì bắt đầu càng sớm càng tốt. Và không phải là những người bây giờ đang chậm rồi thì mình không làm nữa, mà con mình lớn rồi thì mình không làm nữa, mình vẫn làm và mình bù đắp lại bằng cách đó là giao tiếp và tương tác với con càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt bằng tiếng Anh để con có thể quen được với cái ngôn ngữ này. Được chưa? Rồi, vậy thì tiếp tục đó là mình sẽ chia sẻ với mấy bạn về cái khái niệm về hộp ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Tất cả chúng ta đều có cái hộp ngôn ngữ này khi chúng ta còn nhỏ. Hộp ngôn ngữ nha, đây là khái niệm về hộp ngôn ngữ ha. Đây là khái niệm về hộp ngôn ngữ các bạn ha. Khái niệm tiếp theo chúng ta đó là khái niệm về hộp ngôn ngữ. Vậy thì cái bộ não của một đứa trẻ nó được lập trình rất là đặc biệt để có thể học và ứng dụng được cái ngôn ngữ hiệu quả. Các bạn có thể tưởng tượng là các cái khía cạnh khác nhau của cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ pháp cho tới ngữ âm, nó được lưu trữ trong những cái phần khác nhau của bộ não, nó arrange hết ở trong não. Và những cái hình ảnh của, tức là cái chiếc hộp đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại rằng này, nó chỉ mở ra tạm thời trong giai đoạn từ 10 năm đầu tiên thôi. Hoặc là đó, cái giai đoạn như lúc nãy mình nói đó, nó vận hành trong 10 năm đầu đời của một đứa trẻ. Sau đó nó bắt đầu đóng lại. Và cho đến khi đứa trẻ đó mà được 11 tuổi thì chiếc hộp bị đóng hoàn toàn. 11 hoặc là 12 tuổi, có nhiều nghiên cứu thì là 10, 11, 12 tuổi. Bởi vì các bạn nói nè, nói ước chừng là vì sao tất cả các nghiên cứu thì họ đều làm theo một cái như thế này, đó là họ tập trung lại mỗi đám, xong rồi họ lấy kết quả trung bình. Nên chúng ta cũng không có biết, tức là không có một cái con số mà phải là chính xác. Nhưng mà sau 11 hoặc là 12 tuổi là cái hóa thạch tiếng mẹ đẻ nó diễn ra rất là chặt chẽ. Khi mình dạy người lớn thì mình tìm hiểu về hóa thạch tiếng mẹ đẻ thì là sau 12 tuổi. Nhưng mà trong những giáo trình mình tìm hiểu về bộ não của con nít đó, thì rõ ràng nó là sau 11 tuổi thôi là cái hộp ngôn ngữ này bị đóng lại rồi. Nó đã bị đóng. Và để bù đắp thì thiệt ra là cần thời gian rất nhiều. Đó, để bù đắp thì cần thời gian rất là nhiều. Nên là chúng ta cần phải tận dụng cái hộp ngoại ngữ này khi mà con còn nhỏ. Rất là hay. Mấy bạn có thể thấy đứa nhỏ nó không có cần phải quan tâm nhiều tới cái chuyện đó là phát âm ra làm sao, ngữ pháp như thế nào, cũng giống như cách chúng ta đã từng học tiếng Việt. Các bạn có thể thấy chúng ta nói thành thạo tiếng Việt trước khi chúng ta biết chữ, trước khi chúng ta học về phần ngữ pháp, đúng không? Đó. Nên là não bộ của con nít rất hay ở chỗ đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tận dụng được chiếc hộp ngôn ngữ này, trong giai đoạn trước 11 hoặc 12 tuổi, trước 10 tuổi đi, đó, trung bình là như vậy, thì sau đó cái chiếc hộp ngôn ngữ nó sẽ bị đóng lại hoàn toàn. Và cái khả năng để có thể sử dụng thành thạo như cái tiếng mẹ đẻ nó bị hạn chế là chắc chắn, và lúc đó mấy bạn cần phải tốn sức nhiều hơn.
Ai đặt câu hỏi gì đây? Em có một phụ huynh chỉ tương tác với con bằng tiếng Anh từ lúc nhỏ, con sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng lại không nói được tiếng Việt, ba mẹ phải dạy lại bằng tiếng Việt, ba mẹ lo con sẽ bị rối. Thì đúng rồi, như mình nói đó, cái phương pháp như thế nào thì những cái buổi sau mình sẽ chia sẻ, nhưng mà không thể nào chỉ thì tại vì nói tiếng Anh với con không, nó chỉ nói được tiếng Anh không là đúng rồi, giống như gia đình Việt kiều vậy đó. Nhưng mà có những gia đình họ sẽ có nhiều phương pháp nha để có thể giáo dục được song ngữ, nhưng mà có những mẹ thì họ sẽ ý là họ sẽ như mình thì ví dụ như có một cái khung thời gian riêng là dùng tiếng Việt, có khung thời gian riêng dùng tiếng Anh. Nhưng mà nếu những người xung quanh toàn nói tiếng Việt với con không thì người đó phải nỗ lực nói tiếng Anh với con nhiều lên để nó cân bằng lại cái thời gian vậy thôi. Còn ví dụ như lệch về một ngôn ngữ thì rõ ràng là tiếng Anh nó giống tiếng mẹ đẻ của đứa nhỏ, nó mất tiêu rồi, rồi sau đó dạy lại tiếng Việt thì thực ra là nó bị loạn ngôn ngữ là đúng rồi. Nên là cái khái niệm niệm loạn ngôn ngữ là thực ra ở thời điểm nào thôi à. Rồi đó, thì đó là cái khái niệm về cái hộ ngôn ngữ. Vậy cái hộ ngôn ngữ nó sẽ giúp một cái đứa nhỏ những cái yếu tố như sau. Nó sẽ tự động phân loại được các cái âm của các cái ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy nên có thể phân tách và sử dụng mỗi thứ tiếng khác nhau một cách rất là hiệu quả. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều gia đình dạy được tới ba ngôn ngữ. Đó, chứ không phải hai ngôn ngữ thôi. Rồi nó tự dùng cái hộ ngôn ngữ nó rất là hay, mình tạm gọi là cái gì đó trong não nhưng mà nó gọi là hộ ngôn ngữ đi, thì nó tự động sử dụng được ngữ pháp. Cái hộ ngôn ngữ giúp cho mình nhận biết được các cái quy tắc về ngữ pháp và áp dụng chúng một cách tự động luôn. Và điều này có nghĩa là bạn chỉ cần dạy một vài cái trường hợp mà ngoại lệ của ngữ pháp mà thôi. Người bản ngữ lớn lên ở nước Anh họ đâu phải học ngữ pháp kiểu vậy đâu, họ đâu có học hàn lâm giống như mình là người lớn mình học tiếng 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 Anh ở bên kiểu người Việt mình. Khi người Việt mình nó bắt đầu học tiếng Anh học ngữ pháp quá trời đúng không, quá trời luôn, học hàn lâm kinh khủng luôn, học mà ngữ pháp mà tương đương với một cái đứa ở bên nước ngoài mà nó vô nó học chuyên ngành cái ngôn ngữ đó luôn á. Ý là ví dụ như tiếng Việt của mình á, nó có cái ngành là ngôn ngữ học đúng không, mình vô mình học mình phân tích cái này tu từ túc từ gì lung tung. Bên tiếng Anh á, cũng y chang như vậy, cái tụi bản ngữ nó không có học đó đâu, mình đã nói rồi rất nhiều người không biết chữ họ vẫn giao tiếp được bằng tiếng Anh, nên là đừng có chấp niệm vô ngữ pháp đồ này nọ. Nhưng mà mình nói lại đó là cái tất cả chúng ta đều mô tả một cái việc ở quá khứ chúng ta sẽ dùng đã, đang làm thì chúng ta dùng đây, đâu ai dạy đó cho mình, nhưng mình dùng rất là tự nhiên mà con nít làm được chuyện đó. Rồi thì ok các mẹ, ai tắt cam cho con ngủ thì cứ tắt nha, rồi không cần phải xin phép. Rồi vậy thì đó, nó sẽ tự sử động dụng được ngữ pháp và sẽ tự động phát âm được chuẩn luôn nếu tiếp xúc với cái nguồn họ là người mẹ phát âm chuẩn. Đó. Thì cái hộ ngôn ngữ nó cũng giúp cho cái cách ghi nhớ mà cái ví dụ như các bạn có thể thấy khi mà mình nói chuyện, mình nói tiếng Anh thì cái cơ miệng của mình nó di chuyển như thế nào thì đứa trẻ nó quan sát rất là kỹ và nó rất nhạy. Các bạn ai mà có con mà tương tác với con nhiều sẽ thấy là con rất là nhạy cảm với lại cái nét mặt của chúng ta. Nên cái cơ mặt của trẻ trẻ cũng sẽ bắt chước được. Mà đặc biệt một cái đó là người lớn chúng ta nói tiếng Việt nhỏ nhỏ mỗi ngày vậy này và cứ mầm bồn, tức là lầm bầm như vậy, không hề di chuyển khẩu hình. Đó là nguyên nhân tại sao khi mà mình livestream nhiều người kêu là sao cái miệng kỳ vậy, nếu không di chuyển khẩu hình sao tạo ra được âm đúng. Nên trong tiếng Anh cũng vậy, nên nếu là mình di chuyển khẩu hình và mình tạo ra cái cách tạo âm như vậy thì con nó cũng sẽ quan sát được và nó bắt chước, nó làm được theo được như vậy. Mà chúng ta có thể thấy trải nghiệm quá trình này trong tiếng Việt cũng vậy thôi, chúng ta lớn lên trong một cái gia đình mà người Bắc không thì chúng ta cũng sẽ nói tiếng Bắc thôi, chúng ta lớn lên gia đình người miền Tây thì chúng ta sẽ nói tiếng miền Tây đúng không. Cái cách phát âm nó sẽ ảnh hưởng tới, nên là cái cơ mặt của trẻ được một cái nó thuận tiện hơn người lớn chúng ta, đó là không bị cứng, nó linh hoạt, nó mềm dẻo nên có thể phát âm một cách chuẩn xác bất cứ một cái ngôn ngữ nào. Nên là những cái năm mà trước 11 tuổi, trước 10 tuổi là cái khoảng thời gian rất lý tưởng để học nói không chỉ tiếng mẹ đẻ mà còn cả cái ngôn ngữ thứ hai luôn đó, và thậm chí là thứ ba luôn đó. Và để tận dụng được hết cái kỹ năng ở trong cái hộ ngôn ngữ đó thì chúng ta phải bắt đầu sớm trong khi nó vẫn còn mở, được chưa? Đó. Vậy thì tối ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một cái nữa mà mình nghĩ là các bạn có thể rút được kinh nghiệm ngay lập tức sau cái chia sẻ của mình. Nếu anh chị và bạn nào đang áp dụng như vậy với con luôn thì hãy ngừng lại ngay. Đó là mình thấy thực ra cái chuyện này không trách được các bạn. Do các bạn được giáo dục như vậy, các bạn được dạy theo cái kiểu đó là tiếng Anh thông qua tiếng Việt như vậy. Nên khi các bạn dạy cho con, các bạn cũng làm y chang vậy luôn. Các bạn làm như vậy mà các bạn tưởng là con mình nó biết từ rồi, nó thông minh ghê, nó biết nhiều từ ghê. Đúng không? Thì cái cách học như thế này nè, và thậm chí những video như này được rất nhiều người like, được rất nhiều người share à, đó là ví dụ một cái đoạn hội thoại như thế này, mẹ sẽ nói chỉ vô cái bức tranh chẳng hạn, hoặc là chỉ vô cái trái táo xong kêu là
Cái gì đây con, cái gì đây con, cái con trả lời là quả táo ạ. Rồi cái mẹ trả lời là quả táo tiếng Anh là gì con, gì con. Cái xong cái con trả lời là apple, apple, apple. Cái mẹ khen giỏi quá, đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Ở đây đang dạy con kiểu đó thiệt, comment đi. Hoặc là những video như vậy mình thấy rất nhiều người like và share luôn, mới mắc cười đó. Thật ra không trách được, ở chỗ đó là do chúng ta cũng không có cái hiểu biết về cái vận hành của ngôn ngữ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta cũng đã từng trải qua quá trình học y chang như vậy, nên là mình bày lại cho con mình vậy thôi. Và thực ra cái trong nền giáo dục của chúng ta, cái cách học tiếng Anh đối với người lớn thôi nó đã có vấn đề, đó là nguyên nhân tại sao học miết học mãi, học miết học mãi, những người tới già luôn cũng không học được tiếng Anh, rồi trôi nổi từ hết trung tâm này tới trung tâm khác vẫn không giải quyết được cái vấn đề tiếng Anh đó. Rồi xong rồi cái ráng hy sinh đời mẹ cũng cố đời con, hy sinh đời bố cũng cố đời con, ráng học tiếng Anh, ráng học tiếng Anh, ráng học tiếng à, quên, ráng học tiếng Anh đâu, đâu phải người nào cũng ráng học tiếng Anh, ráng cày kiếm tiền, quăng con vô hội đồng Anh, quăng con vô ILA, với một cái mong muốn đó là hy vọng con giỏi tiếng Anh là thì cũng được, nó take time nhưng mà nó cần thời gian nhiều và nó tốn rất nhiều chi phí vậy thôi, nhưng mà chưa chắc mang lại hiệu quả tương xứng với cái thời gian và tiền bạc đó bỏ ra. Đúng, bạn Hoàng Linh nói đúng, nó làm chậm cái khả năng tư duy đó. Và như cái cuộc hội thoại lúc nãy mình nói với mấy bạn, thì theo mấy bạn số lượng tiếng Việt và tiếng Anh cái nào nhiều hơn? Có mỗi chữ Apple là tiếng Anh thôi, còn lại mình đang giải thích cho con mình bằng cái gì? Tiếng Việt không à, và toàn từ vựng tiếng Việt không thôi, đúng không? Vậy thì mình đang dạy cái gì? Đang dạy tiếng Việt cho con đó chứ không phải tiếng Anh đâu. Em không dạy con thông dạy con thông qua tiếng Việt, nhưng em chỉ lo mình nói không chuẩn, như người bản ngữ ảnh hưởng khả năng nghe nói chuẩn của con. Những cái khái niệm này mình sẽ chia sẻ sau, về cái chuyện là có chuẩn hay không thực ra nó cũng không quá quan trọng. Đó là nguyên nhân tại sao mà mình nhận học viên cho lớp thứ ba này khai giảng là những người chưa qua Train Your Voice. Nhưng nếu mẹ nào thực sự ý thức về chuyện đó sau khi học với mình xong thì qua lớp Train Your Voice học thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. À, tại vì cái lớp sắp tới là mình giảm giá rất là nhiều, học phí của mình không có lớp nào rẻ như vậy đâu. À, anh chị nào đã là học viên của mình trong này ngồi ai cũng biết toàn học 6 triệu 7 triệu không thôi cho cái khóa học. Thì lớp này mình mở ra là vì mình muốn gây quỹ cho hội, cho tổ chức ung thư vú Việt Nam. À, mình gây quỹ cho bên đó và mình dùng một cái phần lớn học phí luôn để mình support cho bên đó, và mỗi ngày mình đều chuyển tiền, khi có học viên gửi tiền vô cho mình đều chuyển vào đó hết. Chị Tiên đang tương tác ở trên mình là người đã sáng lập ra cái tổ chức đó, chỉ là đồng sáng lập chị của chị chết rồi, bị ung thư vú thì mất rồi, ung thư vú. Thì sau khi mình đọc cái cuốn sách đó xong thì mình khởi tâm và mình muốn dạy khóa học này ngay lập tức, chứ thiệt ra mình chưa muốn dạy, mình muốn dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn để dành sức cho những lớp khác. Thì đó thì gì đây, nên là anh chị nào mà thực sự có ý thức về cái chuyện mà phát âm đó thì tính sau, nhưng mà thực ra nó không ảnh hưởng nhiều đâu, nên cứ học đi. Và cái lớp này mình đang giảm giá nên là mọi người vào học, chứ sau này nó không còn giá đó đâu. Học phí các lớp của mình chỉ có tăng thôi, không có giảm đâu. Rồi rồi vậy thì cái hộ ngôn ngữ đó là cái khái niệm mà mình hy vọng mấy bạn hiểu được trong buổi tối ngày hôm nay. Như những cái phân tích ở trên thì các bạn có thể thấy ha, là một cái đoạn hội thoại như vậy các bạn có thể thấy là chúng ta đang đi cái đường gì, đường vòng, tức là chúng ta đang thông qua cái tiếng Việt để nói cái tiếng Anh, và nó sẽ tạo ra một cái bất lợi vô cùng lớn luôn, là một cái rào cản ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh lưu loát và khả năng tư duy suy nghĩ được bằng tiếng Anh của con. Và nó sẽ tạo ra cái thói tư duy đó là gì, phải qua tiếng Việt, phải dịch rồi mới nghĩ ra cái từ tương đương với tiếng tiếng Anh. Và người lớn chúng ta đã có những người trải nghiệm về cái chuyện này, đó là một cái thằng Tây nó hỏi một cái câu thôi mà nó đầu dịch nó nói cái gì vậy ta, bật 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 trong đầu, xong rồi mới nghĩ ở trong đầu, rồi mấy từ này ráp lại với nhau sao ta, câu tiếng Anh sao ta, rồi bắt đầu mới nói lại, đúng không? Và nó làm chậm cái quá trình phản xạ cũng như cái tính lưu loát trong lời nói của chúng ta đối với tiếng Anh. Và nếu làm theo đường vòng như vậy thì sao? Thực ra giống như một đoạn hội thoại lúc nãy mình phân tích, là chúng ta đang dùng tiếng Việt rất nhiều, tiếng Việt rất nhiều để dạy con chứ không phải tiếng Anh nữa rồi. Đó, nên là như vậy thì nó vẫn không hiệu quả. Mà cái cách học này nè, nó xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ cái việc mà hiểu biết hạn chế của phụ huynh về cách tiếp xúc với cái ngôn ngữ của con. Nên là do chúng ta đều được học như vậy nên chúng ta sẽ áp dụng cách như vậy đúng không con? Giống như lúc nãy mình nói. À, rồi, và nếu mấy bạn cứ áp dụng theo cái kiểu như vậy thì con của mình rất lâu mới có khả năng nhuần nhuyễn được cái tiếng Anh theo kiểu này, và có thể nói được tiếng Anh theo kiểu này. Nên là các bạn có thể thấy đó là
từ vựng và một cái mặt khác về tinh tế hơn và cao cấp hơn mình muốn nói. Đối với tiếng Anh người lớn chúng ta cũng vậy, khi ai học tiếng Anh rồi sẽ biết một từ tiếng Anh, một từ tiếng Việt, một từ tiếng Anh có rất nhiều nghĩa tiếng Việt. Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có những cái nghĩa khác nhau, khi nó đi với một cái phrasal verb, nó đi với những cái cụm từ khác nhau, nó đi với cái idiom, nó lại vô một cái nghĩa khác. Ví dụ we've got the company, chúng ta có kẻ theo đuôi, nhưng mà người nào không biết thì là dịch sao? Chúng ta có cái công ty, là lao chưa? Nhưng chúng ta không thể nào mà dùng từ tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng để dạy cho con được. Vậy trong những trường hợp mà con của mình nó sẽ thấy confused khi mà một người nào đó khác họ sử dụng cái từ đó trong những cái bối cảnh khác, nó sẽ không hiểu được. Nhưng chúng ta không có dùng cái cách này được ha. Nên là nếu mà mình cứ dùng theo cái phương pháp này thì nó sẽ hạn chế rất nhiều cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của con. Và nếu bạn tra từ rồi lắp lại rồi dịch rồi nói thì nó sẽ là gặp cái phải vấn đề là gì? Cái lỗi diễn đạt, cái lỗi sử dụng bị sai. Ha. Nên là chúng ta sẽ không có sử dụng cái cách như vậy. Được chưa? Rồi, có anh chị nào đang chia sẻ gì đây? Thật may mắn cho học viên lúc đầu. Ông Sơn hỏi tiếng Việt mà bảo con trả lời tiếng Anh. À thì cũng nhiều người dùng này lắm Như, nên là chuyện này là chuyện bình thường. Tức là do chúng ta được học như vậy nên chúng ta làm vậy thôi. Thì chúng ta cũng bắt đầu học tiếng Anh ở trên lớp 6 sao? Pencil là gì các em? Pencil là gì? Bút chì. Có người không biết viết, không biết phát âm sao thì pencil, pencil lên cứ viết y chang như chữ phạt vậy đó, là cách chúng ta học từ vựng với gì nữa. Thì sau này mình không biết dạy con sao hết thì mình dạy vậy thôi. Do mình thiếu cái kiến thức không có gì hết. Nên khi mình biết rồi thì mình thay đổi đi, và mình thiệt sự là bố mẹ chính là cái gương của con luôn. Mình nói thiệt, rất nhiều học viên họ học với mình họ nói đến là thấy em học xong rồi con cũng chịu học. Mặc dù em cực nhưng em vẫn ráng, tại vì á, con thấy em học và em làm gương cho con nên con cũng ham học, là nhờ em luôn em ráng học. Và thực ra con cái nó là tấm gương của chính mình. Khi mình full fill, khi mình đủ đầy rồi thì mình bắt đầu rót sang cho con. Đó là cái cách chúng ta tương tác và nói chuyện với con. Nhưng nếu chúng ta cứ kêu là chúng ta không có thời gian thì chúng ta không thể đòi hỏi được. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta phải trả giá một cái là chúng ta phải chi rất nhiều tiền bạc vậy thôi. Còn nếu chúng ta thực sự ý thức về chuyện này, chúng ta thực sự đào sâu tìm hiểu, chúng ta có một cái nỗ lực, một cái quyết tâm, một cái ý chí thực sự, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải học tiếng Anh để chúng ta giao tiếp được với con, không có cách khác. Đương nhiên là có những người sẽ ở cái mức trung bình, có những người ở mức đó là kha khá tiếng Anh, có những người thì sẽ rất giỏi tiếng Anh, có những người chưa biết gì hết. À, chưa biết gì hết thì thiệt ra là nên học đi để biết gì, chứ không thể nào không biết gì mà dạy con được. Nói cái yếu tố đó là không giỏi tiếng Anh vẫn có thể dạy được cho con là yếu tố đúng, nhưng mà không không thể nào không có tiếng Anh mà dạy được con hết, đúng không? Nên là phải có tiếng Anh thì mới nói được chuyện với con, đúng không? Nên là mình cũng phải update cho bản thân mình nữa. Nên là mình khuyên nhiều mẹ là học đi thì lại từ chối cho em không học đâu, con em học thôi. Đó là một suy nghĩ sai lầm rất lớn. Và thực ra đối với các mẹ, nếu mà các mẹ có tiếng Anh, các mẹ có thể mở ra một cái chân trời rất mới. Người ta nói học một cái ngôn ngữ mới đó, là mở ra một cái thế giới quan mới, một cái nền văn hóa mới. Ngôn ngữ nó là cả một cái nền văn hóa chứ không phải nó chỉ là một ngôn ngữ, nó chỉ là một môn học. Nếu chúng ta treat nó như một môn học, chúng ta học nó rất boring. Thì nếu chúng ta đối xử với nó là một cái nền văn hóa, phải đọc sách, phải nghe nhạc, phải xem phim của tụi nó, bắt đầu chúng ta đáp được những cái đó trong người và chúng ta sẽ truyền tải được rất là nhanh cho con. Không đủ vốn từ với con nên phải chen tiếng Việt vô. Đấy thì có nhiều mẹ chen tiếng Việt và rồi. Vậy thì như lúc nãy mình phân tích thì các bạn không nên dạy tiếng Anh thông qua tiếng Việt. Rạch ròi, lúc sử dụng tiếng Anh là chỉ tiếng Anh thôi và lúc sử dụng tiếng Việt là chỉ tiếng Việt thôi. Được chưa? Rồi, có anh chị nào hỏi gì nữa đây? Bản thân mình cũng không giỏi tiếng Anh, vốn từ ít, nhiều lúc cũng không biết phải dạy và nói tiếng Anh con đúng như thế nào. Khi em đọc truyện bằng tiếng Anh cho con thì bé không có hứng thú và không chịu nghe. Bé kêu mẹ đọc tiếng Việt đi, con chỉ muốn nghe tiếng Việt thôi. Làm thế nào để con có thể hiểu và hứng thú nghe tiếng Anh nè? Nhiều khi em muốn dạy con mà con không thích nghe vì con không hiểu. Kiên trì, kiên nhẫn với con, tôi không có cách khác. Con mà nói tiếng Việt sành như vậy rồi là con lớn rồi, đúng không? Và trước giờ con không tiếp xúc tiếng Anh. Vậy thì bây giờ mình mới có cái ý thức thì mình không thể ép nào con. Làm gì cũng vậy, cơ thể mình nó phải thích ứng từ từ. Ngay cả chuyện tập thể dục, chuyện chạy bộ, chuyện ăn, eat clean rồi như mình chia sẻ chẳng hạn. Mọi thứ nó take time mọi người ơi. Nếu chúng ta thay đổi một cách đột ngột, tức là chúng ta hành động vội vàng á,
nó sẽ gây ra tác dụng phụ và nhiều khi làm cho đứa nhỏ cảm thấy áp lực. Nhưng chúng ta thay đổi và chuyển đổi từ từ, từ trong chính bản thân con người mình trước, chúng ta kiên nhẫn với con cứ từ từ từ. Và bản thân chúng ta cũng học tiếng Anh, tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày, đọc sách tiếng Anh mỗi ngày, thì rõ ràng là cái môi trường xung quanh cũng toàn tiếng Anh không thôi. Vậy thì làm sao con mình nó không có cái tính ham học được? Nhưng it takes time, tức là nó cần thời gian và mình cần phải kiên nhẫn, không cần phải vội. May mắn thì biết you speak sớm. Ok, chị Mỹ Phụng. Ha. Ok, bạn Trang Hana. Cô ơi, nếu em mới đăng ký có Trail Voice Online 20 lần đầu thì đăng ký lớp này để học song song được không cô? Được. Chỉ có cái này thôi nè. Làm bài được không? Lớp nào cũng làm bài hết trơn á. Lớp này cũng làm bài. Lớp nào cũng làm bài hết. Có làm được hay không mà thôi. Học với mình là phải làm bài. Không làm bài không có kết quả, nên là mình ép học viên làm bài. Không làm bài là mình đuổi học. Nên là học song song thì nhắm thử mùa dịch này ở nhà có đang rảnh không thì học. Tại vì có những học viên người ta cũng rất là sung sức, người ta học 3 4 lớp một lần luôn. Không biết có bà Ái đang ở trong này không? Là vài chị nữa, chị Ngọc rồi nè. Rồi, đó rất nhiều chị là đang học, chị Diễm rồi đang học lớp khác nữa nè. Thì là nhiều người họ vẫn xử lý được, nhưng mà quan trọng là cái độ chịu áp lực của chúng ta và cái độ đều đặn với việc học ngôn ngữ. Và thực ra nếu các mẹ là những người mới bắt đầu học tiếng Anh lại từ đầu thì các mẹ phải thích ứng từ từ. Đó. Và thì ra lớp nào cũng vậy, đối với mình thì mình thấy là nếu không ép học viên làm bài họ không có kết quả, thế này là mình nghỉ học viên chứ không phải là rồi ai rảnh đâu đi support rồi đi ép bài từng người từng người từng người. Cái chuyện này chuyện ý thức của người học, tất cả chúng ta đều lớn mà. Đó, nên là học mà làm bài được thì nó mới có kết quả. À, vậy đây con em mới 3 tuổi coi tiếng Việt riết nó biết đọc các con thú bằng tiếng Anh, lúc đó em hết hồn luôn. Vậy là bản thân phải ráng học để còn dạy con cho đúng. Đúng, nhưng mẹ nếu mà đang học với mình thì mấy mẹ hãy cố gắng, tức là mình đào luyện bản thân mình, tiếng Anh mình nó khá, mình rất tự tin khi dạy con. Như mình nói, mình full fill cho chính bản thân mình, rồi sau đó mình đổ cho con, tràn qua cho con. Còn mình không có cái gì hết, thực ra mình có cố gắng nó cũng vậy. Tức là mình cố gắng mình ép con học, mình bắt là phải thế này thế nọ, dùng Monkey Junior đi, tại sao hôm nay con không làm cái này, không làm cái nọ. Và thực ra nó làm cho đứa trẻ ghét cái môn tiếng Anh luôn, giống như bản thân chúng ta đã từng bị ép. Nên là nếu mà mình có tiếng Anh, mình tương tác với con, mình thay tã cho con mình dùng tiếng Anh, mình tắm cho con mình dùng tiếng Anh, mình hát với con mình dùng tiếng Anh ở một cái khung thời gian nào đó, và tương tác những cái hoạt động mỗi ngày như vậy y như chơi, thì thực ra nó có khác gì tiếng mẹ đẻ chúng ta đang dùng cho con đâu. Từ nhỏ chúng ta nuôi đứa nhỏ lên vậy, chúng ta tương tác tiếng Việt thì nó mới nói được tiếng Việt chứ, đúng không? Vậy thì mình nếu mà mình có mỗi khung thời gian mình nói tiếng Anh cho con, thì nếu mà tính ra đây mình sẽ nói luôn cái phần này để hôm sau mình lỡ mà mình mệt mình không chia sẻ thì thôi mấy bạn cũng không đòi hỏi. Đó là cái người dạy tiếng Anh cần phải trang bị những cái gì ở nhà, đây là cái phần tiếp theo ha. Thì đó, đây là câu hỏi mà mình có hứa mấy bạn là mình sẽ trả lời. Chuẩn bị thì nhiều lắm và chia sẻ rất nhiều, không thể nào hết được. Mình đang cố gắng sắp xếp thời gian để có thể làm được một kênh YouTube chia sẻ tất cả những cái khái niệm này để cho nhiều người biết tới hơn. Đó. Nên là những cái cần phải chuẩn bị như sau. Cái thứ nhất, bố mẹ cần phải có vốn liếng tiếng Anh ít nhất là ở mức trung bình hoặc khá. Cái thứ hai là bố mẹ nói chuyện với trẻ trong khi chăm sóc trẻ và làm các cái hoạt động hàng ngày cùng với trẻ một cách là have fun, tức là vui vẻ thôi, cái gì hết, không có ép buộc gì hết. Nói chuyện với trẻ, chăm sóc, lúc chăm sóc trẻ và làm các cái hoạt động hàng ngày với trẻ, nói chuyện và tương tác được bằng tiếng Anh với trẻ là quá tốt. Cái thứ ba đó là bố mẹ tương tác với trẻ ít nhất khoảng 1/5 thời gian của trẻ lúc trẻ thức. Các bạn nuôi con, các bạn ai cũng sẽ biết một cái, đó là mỗi đứa trẻ ở mỗi giai đoạn, đúng không, nó sẽ có cái giờ thức khác nhau. Đứa mà nó càng nhỏ nó càng ngủ nhiều, nó lớn lên dần thì nó ít ngủ, nó ít ngủ. Vậy thì tính cái khoảng thời gian theo nghiên cứu đó là nếu bố mẹ tương tác với trẻ ít nhất là khoảng 1/5 thôi, 1/5 thời gian của trẻ lúc mà trẻ thức là ok. Cái tiếp theo nữa là bố mẹ tuyệt đối dùng tiếng Anh, chỉ dùng tiếng Anh thôi khi dạy trẻ bằng tiếng Anh và đừng dùng tiếng Việt xen vào. Cái tiếp theo là bố mẹ nên nắm được các cột mốc phát triển ngôn ngữ của một đứa trẻ như thế nào để có thể biết cách và không có require quá cao cũng như quá quá thấp. Ví dụ như nhiều mẹ không thể nào một đứa trẻ 3, 2 tuổi mà đòi nó nói chuyện được giống một đứa trẻ 3 tuổi.
không thể nào một đứa trẻ mà mới 12 tháng mà mình require là nó phải nói được tiếng Anh giống như cái đứa hàng xóm bên kia, mà ví dụ cái background nó có thể khác, cái xuất phát điểm nó có thể khác, nhưng nhiều người hay so sánh con mình, hay đem con mình ra so sánh, hoặc là khi nhìn trên mạng thấy con người ta siêu nhân ghê, nhưng mà mình không thấy được cái quá trình nó như thế nào, mà mình lại tiếp tục so sánh con mình và mình ép con mình, thì những cái so sánh nó rất khập khiễng, ngay cả người lớn chúng ta nó còn khập khiễng nữa, nó là gì, đúng không? Nên là nắm được cái cột mốc phát triển ngôn ngữ của một đứa trẻ giống như những gì mình chia sẻ lúc nãy rồi, và bố mẹ phải kiên nhẫn, phải tôn trọng và phải nhạy cảm xúc với trẻ con. Tức là nhạy cảm ở đây là gì? Tức là mình nhạy cảm với cái sự, ví dụ như con đang cảm thấy khó chịu và không muốn học thì đừng ép con học lúc tương tác với con cảm thấy đó là thoải mái dễ chịu và have fun đó, thì những cái nhạy cảm như vậy thì ra nhiều người họ cũng không để ý luôn á. Thời buổi giờ nhiều người họ ôm điện thoại quá, mình thì mình không có phải chỉ trích gì, mình nói thiệt đó là nhiều người họ lười giao tiếp với con và sau này họ trách tại sao con họ bị cái này cái nọ, nhưng họ không nhìn lại một cái đó là họ quá lười giao tiếp với con, và mình thấy nhan nhản bây giờ mình đi ra đường đó là bố một cái điện thoại, ra ngoài còi cà phê bố cái điện thoại, mẹ cái điện thoại, giao cho con một cái iPad để nó bớt làm ồn đi, để nó im lặng cứ đi, nó bớt quái phá đi, mình đang giết con mà mình không biết luôn, mình không hề biết cái chuyện đó, là mình rất tàn nhẫn, là mình đang giết con mà mình không biết luôn. Xin lỗi nếu anh chị nào ở đây đang làm chuyện đó, nhưng mà hãy dừng lại đi, thiệt là đang giết con đó, giết cả về thể chất cũng như tinh thần của một đứa nhỏ và khả năng ngôn ngữ của một đứa nhỏ luôn, và sự lười biếng của chính cha mẹ giết con chứ không có ai khác, đừng có đổ thừa ai hết. Những cái hội chứng bây giờ đang bị gì ta, tăng động giảm chú ý, rồi những cái bệnh khác của con nít, rối loạn về ngôn ngữ này nọ, nó nói cái thứ tiếng gì luôn á, không phải tiếng Việt cũng không phải tiếng Anh, tiếng gì luôn, thì là do lỗi bố mẹ hết, không có ai hết trơn á. Nhìn lại là do chúng ta lười, lười vậy thôi, có con ra mà không biết tương tác, không biết chăm sóc, không dành thời gian cho con thì thôi thà đừng có con. Xin lỗi nếu nhiều người không phải học viên của mình không hiểu, không hiểu cái tính mình thì nghe hơi khó chịu nha, nhưng mà nói thiệt là nếu mình gặp một ai đó mà là học viên của mình thôi, mình thấy nhìn qua màn hình này, mình dạy học mà mình thấy hôm bữa không có ông Phương đó, dưới cầu đất này cho con ngồi ôm cái iPad ngồi kế bên học như vậy cho nó im lặng là mình sẽ like ngay, ý là sao biết như vậy mà không áp dụng đi, chia sẻ cái nào cũng chia sẻ cuối cùng không áp dụng mà vô nghe làm gì. Thì thật ra mình đang giết con mình và giết một cái thế hệ Việt Nam tương lai luôn, mà hy vọng các mẹ ý thức về chuyện này, các bố ý thức về chuyện này. Đương nhiên có nhiều anh chị ở đây họ giáo dục con rất là khác, không nói, nhưng mà nhiều người lười quá, thiệt lười, tôi không nói khác nha, ra ngoài uống cà phê quăng mỗi người cái iPad cái iPhone, không hiểu và kêu đó là giúp con thông minh, không có đâu. Hiểu thiệt sự về những cái mà cái video trước đây hồi tuần trước thôi, tuần gì đó mình chia sẻ về cái chuyện mà earthing đi và tiếp xúc với đất và chạm đất và làm sao để bảo toàn năng lượng đó. Rồi các bạn sẽ thấy là mấy bạn đang giết con của mình luôn đó. Rồi và một cái yếu tố tiếp theo nữa là kiên nhẫn tôn trọng ha, kiên nhẫn tôn trọng là yếu tố vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không kiên nhẫn với con chúng ta rất khó để hướng dẫn con làm được cái chuyện này, mà chúng ta không tôn trọng con ở chỗ là chúng ta cứ nghĩ chúng ta là người lớn, chúng ta có quyền thế này thế nọ với con, nói là phải nghe. Thực ra mình nói rồi, có một cái hình rất là hay mà mình luôn lưu ở trong điện thoại của mình, nó mang về ý nghĩa về tâm linh, nhưng mà thật sự một đứa nhỏ là cái phản chiếu mà người lớn nên nhìn lại chính bản thân mình, đó là tấm gương phản chiếu của chính mình luôn, và mình thực ra học từ đứa nhỏ rất nhiều chứ không phải là cái gì mình cũng đúng đâu. Mấy bạn có tò mò bằng con mấy bạn không? Mấy bạn giết chết, mấy bạn bị chết cái tính tò mò từ lâu rồi. Mấy bạn có học hỏi, ham học hỏi, ham đi tới chỗ này là nhìn đây nhìn nọ, nhìn đây nhìn nọ để học không? Không có đâu. Mấy bạn không còn cái tính đó nữa đâu, không bằng con của mình đâu. Nên là mình phải học ngược lại con mình đó. Nên là chúng ta thực ra nếu là thật sự mà ý thức về chuyện này, chúng ta phải tôn trọng con của mình để học ngược lại con của mình nữa. Và thực ra con của mình nó có những cái lỗi lầm đó, thì ra là do bản thân mình thôi, do những cái tương tác xung quanh trong cái gia đình của mình, nhiều khi mình không ý thức và con mình nó học từ mình chứ từ đâu, nhiều khi mình cứ trách cứ rầy cứ đánh cứ mắng, nhưng thực ra là từ bản thân mình hết à, nhưng nhiều khi mình cứ không có nhận cái lỗi đó về mình, nghe thở khó chịu nhưng mà thực sự là vậy. Đừng lười biếng, để con ra thì phải có thời gian cho nó vậy thôi. Ừ. Rồi cái tiếp theo nữa là bố mẹ biết cách khuyến khích trẻ và lắng nghe trẻ để biết là khi nào trẻ cần học,
khi nào trẻ không muốn học. Khuyến khích là yếu tố vô cùng quan trọng. Người lớn mình còn thích khuyến khích nữa mà huống gì là con nít, đúng không? Ok nha. Thì đây là những cái mình muốn chia sẻ với mấy bạn. Từ ngày mình học Train Your Voice, giờ dạy bé mình tự tin âm hơn khi dạy bé. Ok chị Nhàn. Khó nhất là làm sao cho con cảm thấy vui. Đừng có cố gắng làm cho con cảm thấy vui. Con sẽ tìm thấy niềm vui từ từ. Nếu mẹ cũng là một người ham học, ham đọc sách, là một người ham học hỏi, thì tự nhiên con nó cũng sẽ được inspire. Mình nói thật cái chuyện này. Bé nhỏ con của mình còn chút xíu à. Và thiệt ra không bao giờ xé sách. Sách là để ngập tràn. Đây ở đây của mình là một cái kệ sách rất là lớn. Xong trong phòng của ngủ của mình nữa là sách rất là nhiều, không có chỗ thì mới phải làm một cái kệ như này nữa. Thì từ nhỏ là đã cho con tiếp xúc với sách, cho con, tức là mình cũng đọc sách khi mình vô phòng ngủ, thì tự nhiên bé nhỏ lớn lên không bao giờ xé sách và rất tôn trọng sách. Nó hay vậy đó, không bao giờ nó xé sách, và lấy sách xuống rồi là bé nhỏ sẽ bỏ sách lên lại trên kệ, xếp vô bày cho làm, và rất tôn trọng sách. Thì mình thấy cái đó là một cái rất là hay, mà mình thấy rất nhiều em bé xé sách hết. Thì mình quay ngược lại một cái, đó là bản thân mình có phải là một người ham đọc sách hay không, ham học hỏi hay không, ham cầu tiến hay không, có ham học tiếng Anh hay không. Nếu mình còn không chịu học thì mình cũng không có quyền ép người khác học. Ví dụ như bản thân mình là giáo viên á, mình cũng huấn luyện cho tất cả các giáo viên khác của mình, đó là phải học mỗi ngày. Nếu bạn không có học mỗi ngày để update bản thân, bạn không có quyền lên lớp nói ra rã là bạn học viên phải học, người kia phải học, người kia phải học, tại sao không học, tại sao lười vậy. Không có quyền nói cái câu đó, tại vì mình có học đâu. Khi mình không học được, mình không inspire được người khác, đơn giản vậy thôi. Còn một người họ có học, họ có thực lực, họ có năng lực, họ tự nhiên có năng lượng và inspire được người khác để học giống như họ. Đó là nguyên nhân tại sao mà mình luôn bắt trợ giảng và giáo viên của mình phải học tiếng Anh. Nhất định là phải học, trợ giảng học ít hơn, nhưng giáo viên phải học nhiều hơn và phải đặt mục tiêu cao hơn trong quá trình sự nghiệp đi dạy của mình. Không có tuyền toàn, không có làm qua loa. Học viên người ta xứng đáng nhận được cái thứ xứng đáng khi mà họ bỏ tiền ra học ở đây. Đó nên là mình thấy giáo viên cũng vậy, mà bố mẹ cũng vậy, là tấm gương mà. Nên là nếu mình không làm được, mình không có quyền ép con. Thì mấy anh chị có học thì mấy anh chị, tự nhiên con mấy anh chị sẽ học. Thì còn nếu mấy anh chị không học thì mấy anh chị không không ép con mình học được đâu. Tại nói ra lời nói nó không có sức mạnh. Nếu anh chị nói dối thì mấy anh chị không có quyền nói con mình là con không được nói dối con mình. Tại nói ra tự nhiên nó có ra một cái trường năng lượng mà không hề có sức mạnh. Đó. Mình thì tin về trường năng lượng nên mình nghĩ vậy thôi. Ok. Rồi ha. Rồi mọi người ơi, có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây 11 giờ đêm rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để vào nghe mình chia sẻ ha, trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu anh chị nào đã học lớp với mình khai giảng vào thứ ba thì nhớ thứ ba vào đúng giờ. Những người mà mới tìm tới với mình thì lưu ý một cái là khi học với mình phải đúng giờ, vào đúng giờ. Ok nha. Rồi, bye bye mọi người và hẹn gặp lại với các bạn trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye các bạn nha.